hôm nay hơi lắm nên là buộc tóc lên để sau đó gọn gàng cho mọi người nhìn áo phong áo cho dễ. Xin chào các chị đã đến với số livestream áo phao long vũ. À, hôm nay xinh thế, hôm nào tôi xinh nhá. Hôm nào cũng xinh nhá. À nhá mọi người, đợt tới em sẽ ôm được rất nhiều hàng của Zara. Đẹp cực luôn. Áo phông rộng đi á. Áo phông á. Lên áo phao mà, nhìn kiểu gì lên áo phông. Nhá các bạn nhá, đợt tới ôm được rất nhiều hàng của Zara luôn. Hoặc hàng xuất hàng là hàng xịn luôn á. Đang mới có muối. Muối này không phải ai cũng có được nha. Nhiều váy đẹp khủng khiếp luôn. May nó mới gửi mẫu về nè. Hôm nay áo phao trước nhá. Ê mọi người, nhớ nhớ lâu ngoái em bán cái quần Zara không? Hôm nay gửi về mẫu mới này. Đang on web luôn nha. Đang on web luôn nhá, xịn luôn. Gửi về cho mình xem mẫu, nếu ok thì là quất thôi. Này, cái quần mà năm ngoái em bán mà em mặc rất nhiều, nhiều chị hỏi ấy. Váy nữa nè. Ui. Váy ra nữa nè. Váy nữa nè. Chị ơi em vừa mới sinh xong. Sao béo thế mất dáng rồi, em vừa mới sinh xong. Em vừa sinh xong 2 tháng. Nè nó gửi về mẫu trước nè. Các bạn nè, nhìn chưa. Đẹp khủng khiếp luôn. Thôi bao giờ có thì like xong nhá. Bao giờ đây là gửi để mình duyệt mẫu ấy. Nhìn này. Đẹp chưa. Lần này mà mặc đi công sở thôi đẹp vãi trưởng luôn. Áo đang mặc là hàng Adidas size L nhá chị nhá. Không, váy nó gửi form về thôi. Khi nào có thì em like sau. Bởi vì là nó phải thời gian vận chuyển phải rơi vào tầm 15 ngày cơ. Đấy hàng đi chị Châu ạ, à? Ok. Chân váy bao nhiêu á? Cái váy đấy về đến nhà, về đến Việt Nam cứ rơi khoảng 250. Cái sock, à không, cái quần sock thôi. Còn cái váy đấy khả năng sẽ phải đắt hơn đấy. Cái khả năng cái váy đấy on web của nó tận 1,7 triệu cơ. Dép yêu hết rồi. Để xem tình hình nó đấy bao nhiêu. Cái máy mông tư y em áp ấy giá có hơn 100.000 thôi. Cái mông tư y 2 giây ý. Trời ơi sang xuân mà mặc cái quá đẹp luôn. Bộ lụa em hết rồi chị Hoàng Ngân Khánh ơi. Mọi người nhìn áo nhá, đừng nhìn em. Em béo lắm bởi vì là em nhiều chị lâu lâu gặp em và sao béo thế. Vì em mới sinh xong, em chưa tụt được cân. Em đang dư 6 cân so với bình thường. Lên phao rộng, ok. Lạnh chưa? Chỗ các chị đã lạnh chưa? Các bạn được chuẩn bị được xài hàng ong với mức giá vô cùng hữu nghị rồi. Sang mùa hè chắc chắn sẽ có nhiều. Đây con này là của Adidas nhé. Em thề mọi người hôm nay em đi vào Adidas nhé. Nó xấu ấy. Nó xấu vãi trưởng luôn. Cái nhập form của nước ngoài của Adidas nước ngoài đẹp vãi trưởng. Những cái form áo của nó đẹp cực. Nên Việt Nam mình như hàng chợ luôn. Chán vãi. Đây mà, những con áo của nó xịn. Xịn từ chất xịn đi nhá. 3 triệu rưỡi mà nhìn không bằng cái con này luôn ý. Máy 2 giây nó chỉ có một màu thôi. On web nó chỉ có một màu thôi mà. Hàng áo của nó chỉ có một màu thôi. Bà Yến đang lên đợi tôi tí lên áo phao béo hả? Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa? 200 chị rồi. Thật đấy, em cảm giác dù mà xin rồi em vào em sờ những cái hàng ở trong đấy. Có những mẫu sẽ đẹp nhá. Cái khả năng những cái mẫu đấy còn là nó là hàng nhập khẩu về. Còn những cái mẫu mà xấu mà chất đều đều ấy. Nhìn sợ thật, nhìn mình không thích được ấy. Tôi mua hàng xịn được. Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa để like nào, sẵn sàng chưa để like. Để tôi con phao này đi à. Con này là dành cho các bà size L, hàng của Adidas, hàng chính hãng luôn. Chất xịn cực luôn ấy. Em phải dùng một từ rất xịn luôn mà so sánh hôm nay con phao 3 triệu rưỡi này em sẽ lấy con này.
Với cái màu này á, màu này nó hơi kén người một chút, chị nào mà mặc được màu này quá đẹp luôn. Có 60 cân mặc cái này vừa, em đang 66 cân, 65 cân mà mặc nó mới thế này, mọi người 65 60 cân mặc cái này rất đẹp luôn. Siêu phẩm gì tung ra? Của em là siêu phẩm nè. Của em là siêu phẩm nè. Ok mọi người ơi, xong nhá, để bà like nhá. Em này đầu tiên bảo bà là em size L nhá, chắc chị kinh khủng luôn. Size chuẩn L cho em nhá. Em này em lấy mọi người giá 370 này, mã số em này là 352. 370.000, mã số là 352. Con em mặc là 370, hàng xịn của Adidas luôn. Nói chung là hàng nội địa của bọn nó thì sẽ đẹp hơn rất nhiều so với mọi người mua Adidas ở Việt Nam, chứ rất là đẹp bằng nhá. 370, mã số 352. Đây, bà nào vừa hỏi siêu nhẹ một tiếng than đây. 352 cho chị Tranh Đá. Size 95 nhá. Lắp búc này. Size 95 này là 55 60 cân rồi. 55 với 60 cân nhá. Đây cái mát của nó làm xong này. 55 với 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này mức giá của nó là 350. 350.000 nhá mọi nhá, 350.000 này. Mã số em này là 586. 350k mã số là 586 cho em nhé. 350.000 mã số là 586 cho em nhé mọi nhá. Mọi người thích lên dáng kiểu gì trước để em lên? Siêu nhẹ hay là... Đây, siêu nhẹ là đẹp quá này. Tôi sờ vào tay đấy rồi, tôi sờ vào size to này. Có cả nam cả nữ nhá, để em chút, đây có bắt à đẹp chưa? Bao giờ lên quần sóc với chị? Quần sóc như vừa đấy á? Sóc vừa đấy phải cộng trừ 15 ngày mà lấy cho tôi, bởi vì vừa không phải vận chuyển. 586 chị Quyên Dương. Ra là đấy là mẫu để mình phải chuẩn bị cho hàng xuân hè này, nhưng mà con này size S của nữ này. Các bạn thích bán sớm thôi. Em này là size S của nữ nhá. Có cân nặng tầm từ 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá. Lông vũ đấy ạ. 52 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Dưới 52 cân này. Còn đẹp chưa? Mọi người ơi. Những cái con parka như em đang mặc ấy. Bọn của bọn Mai của cô hôm trước em bảo mọi người ấy. Thì con parka này này, giá của nó on web tầm 8-10 triệu thôi. Thật. On web tầm 8-10 triệu thôi. Đẹp lắm. Đây, size nhỏ đây, size nhỏ đây. Dưới 52 cân nhá. 45 đến 52 cân này. Em này có giá của là 400 nhá. Mã số là 919 này. 400.000 mã 919. Ba đi ba lại thì vẫn thấy hạt si là vừa rẻ vừa đẹp nhất. Mua hàng mới hơi sốt rồi. Siêu nhẹ không cổ ấy chị. Để em xem nào, một em size M của nữ này. M biết này, nam hay nữ đây. Đỉnh cao luôn.
083 chị Trà My Nguyễn. Con này là của Guess nhé mọi người nhé. Cái mũ của nó có cái chốt ở đây để mọi người đóng. Hôm nay có một mình em like em Huyền này nó. Bạn ơi. Guess này nam nữ đều mặc được. Vì đó là giá trị chất. Chất pha siêu đẹp luôn. Con Guess em bán 500 nhé mọi người nhé. Các bà size M là mặc đẹp cho em này. 45 trở lên 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Của Guess em bán 500, không đắt một tí nào luôn. Thậm chí là rất rẻ luôn. Mã số này là 998, hàng xịn luôn này. Mã 998 cho em nhé mọi người nhá. 998 cho em này. Tiếp theo mọi người ơi. Tiếp theo ạ, lên một em lông vũ của các chị nữ nhé mọi người nhá. Hàng lông vũ siêu xịn luôn. Size 66 của Hàn nhé mọi người nhá. Lông vũ dáng vừa này. 998 cho chị Lăng Bằng. 50 trở lên 57 cân. Đẹp chưa? Form đẹp lắm luôn ạ. Chất lông vũ xịn ạ. 50 57 cân. Mặc kiểu người tàn áo tàn đâu. 50 57 cân, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này 308 ạ. Mã số em này là 555. 308, mã số là 555. Mọi người ơi, mọi người trắng đi chị. Mọi người sẽ phải đợi em bởi vì là cái hàng này là hàng xịn ấy. Ủa con này đẹp quá. Đây này, những con này này. Giá on web của nó tầm 7 triệu trở lên ấy. Chất đẹp cực, các bà nhận được cái phê luôn. Size của nó là size 95. 55 cho chị Trần Hải Hương. 55 đến 62 cân nhé, nam nữ là ok. 55 đến 62 cân, giá này là giá unisex ạ. Dưới 62 cân nam nữ là ok nhé mọi nhá. Em này 500 nghìn siêu bèo luôn, mã số là 178. Bởi vì sao? Cái anh thật là nhà em, anh bảo là em nhà em bán 500 nghìn quá rẻ. Trên thị trường bèo bèo phải 700, 800, 900, thậm chí triệu rưỡi các bạn bán luôn. Tiếp tục nhé mọi nha. Bắt ca tiếp đi. Ôi, bắt ca xịt quá. Long vũ cho em này. 178 chị Hoàng Hằng. Con này cũng thế nhé mọi nhá. Con này cũng thế nhưng mà form sẽ to hơn một chút ạ. 57 đến 65 cân. 57 65 cân nam nữ đều ok nhá. 500 ạ. Mũ của nó lông thật nhá, đó là lông vũ luôn. Bình thường cái lông simili đều đã đắt rồi. Em này 500 nghìn mã số là 173. 500 nghìn mã số là 173. Mọi người chốt con này. 500k mã số là 173 nghe em nhá. Siêu nhẹ đi. Tiếp theo này. Một em phao nam rất xịn luôn, xịn từ đường khóa trở đi nhá mọi người ơi. Quá cho lẹ đây nhá, rất là tinh tế này. Size 105 của nam. 105 của nam nhé mọi người nhé. Chồng anh ạ, à, chồng chị Áo cân nặng tầm từ 68 đến 73 cân. Dưới 73 cân nhé, dưới 73 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này mức giá của nó là 370, mã là 592. 68 đến 73 cân nhé. 370, mã số là 592 cho em này. Tiếp tục nhé mọi người nhé. Lên mà em phao ly cáp của nam này. Chồng chị Áo khoảng 68 cân đây này. Siêu nhẹ của ly cáp nhé mọi người nhé. Siêu nhẹ của ly cáp này. Size 100. Ủa con này 100 của nữ. Đẹp chưa? Siêu nhẹ của nữ nhé mọi người nhé. Siêu nhẹ của nữ cho em này. Hàng của Lycap nhé. Hàng nội địa của nó rất xịn luôn. Em này 60-65 cân của nữ nhá. Siêu nhẹ lông vũ ạ. Mức giá của em này là 370. Mã số là 889. 370. Mã số là 889. 370. Mã số là 889 cho em. Một em Paka xịn xò kinh khủng luôn của nam nhá. Bà nào cần Paka để lấy những con này. Ôi xịn quá luôn ấy. 92 cho chị Tình Nguyễn. Bác ca này nữ rồi không phải nam đâu. Nào. Bà nào lấy nhanh được con này nhá. Em này 50 60 cân, 450. Cực kỳ đẹp luôn. Mới cứng luôn ạ. 889 chị Nguyễn Nhài. Dưới 60 cân, 50 60 cân nhá. 450. Mã số em này là 297. 450. Mã số là 297 cho em này. Màu tím than thần thánh luôn. Các bác ca này không có nhiều đâu nha. Nói luôn là các bác ca không có nhiều. Mọi người thấy em like vậy thôi thì em sẽ bóp từ rất nhiều kiện ra được cái này. Nam 60 đến 65 cân của nam, bác ca nam này. 60 đến 65 cân của nam nhá. Dưới 65 cân của nam quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 65 cân rồi. 450, mã là 575. Siêu xịn luôn. 297 cho chị Phạm. 450, mã số là 575 cho em nhá. 450, mã số là 575 cho em này. Thích cái cổ nha mọi người ơi. Đẹp chưa của nam nhé mọi người nhá. Chất da của nó phê luôn. Mọi người nhìn cả đường cổ này. Khóa này.
đến 72 cân của nam. Dưới 72 cân của nam nhé, hàng lông vũ cho em nhá. Em này 370 ạ, mã số là 904. Trần lông vũ bên trong này. 370 mã số là 904 cho em nhé mọi người nhá. 370.000 mã số là 904 cho em. Tiếp tục nhá mọi người ơi. Lông vũ. Mấy em pha lông vũ dáng dài của chị nữ này. Các chị có cân nặng tầm từ 50, 55 cho đến 60 cân thôi nhá. Đấy nhá, kéo khóa đây. Thế rồi, giúp chị bác, cái này với tôi ra ngoài kia. 55 đến 60 cân nhá. Áo pha lông vũ đấy. Con này là chật bông 55 đến 60 cân nhá, nhưng mà chất pháo rất xịn luôn ạ. 350, mã số là 165. 350, mã 165. Em pha nam nhé mọi nha. 105 của nam này. Hàng lông vũ nhé mọi ơi. Em không chị pha mi vuông. Em này chi nào cân nặng tầm từ 73 cho đến 77 cân ạ. Dưới 77 cân của nam nhé. 73 đến 77 cân của nam ạ. Em này mức giá của nó là 380, mã là 435. 380.000, mã số là 435 cho em nhé. 380, mã số là 435 cho em này. Em có lấy, dám lấy nhiều đâu. Tiếp theo mời em pha lông vũ của nam này. Được chưa? Pha lông vũ của nam nhé. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 60 cho đến 65 cân của nam. Cực kỳ đẹp luôn, hàng lông vũ nhé mọi nhá. Trần rất chắc chắn luôn ạ. 60-65 cân của nam. Dưới 65 cân nhá. Em này mức giá có 400.000, mã số là 597. 400k mã số là 597 cho em nhé. 400.000 mã số là 597 cho em. Siêu nhẹ lông vũ này, size M. M này của nam. Trong mà là size nhỏ nhé, màu dê này, trong trần nhé. Ghi là 1m70 đây. 55 đến 62 cân của nam cho em nhé. Dưới 62 cân của nam này. Dưới 62 cân của nam mặc đẹp cho em nhé, siêu nhẹ lông vũ ạ. Em này 370 ạ, mã là 974. 370.000, mã số là 974. Size M của nam, 370. Bắc ca màu đen đi. Mã 974 cho em nhé. Tiếp theo, bắc ca màu đen hả? Bắc ca màu đen đây. Bắc ca màu đen của nam thôi. Em này phú mũ của nó cuối lông kiều xịn nhá mọi người nhá. 597 ơi chị Hằng Nguyễn. Mũ của nó cuối lông kiều xịn nhá. Trong của nó là lông vũ. Size 105 của nam ạ. Ui, thề luôn. Giống như con em. Hàng lông vũ lại giống như con em đăng của bác của con luôn. Chồng chị nào có cân nặng tầm 72-77 cân. Dưới 77 cân nhá. 77 cân quay đầu con này siêu đẹp luôn. 450, mã là 307 lông vũ này. 450, mã số là 307 cho em. Đây. Con pha lông vũ này. Trời ơi, cầm lên cái áo nó thấy chắc chắn là size L cho em nhé mọi nhá. Có ai không gọi nhé chị Trà My ơi. 57-62 cân. Form này đẹp lắm. Chất cái phao nó dày và chắc lắm. Trời ơi, gió chỉ có khóc thét thôi. 57-63 cân nhé, dưới 63 cân. Đẹp chưa? 63 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé, dưới 63 cân này. Em này 400.000, mã là 295. Form siêu đẹp luôn. 400k, mã số là 295 cho em nhé. 400.000, mã số là 295. Tiếp tục ạ, mọi em bắt ca đen. 27 chị Tình Nguyễn. Bắt ca đen của nam nhé mọi nha. Bắc ca Trần. Con này mũ khối lông luôn nhé mọi người. 295 với chị Lò Thị Hồng. Chồng chị nào cân nặng 60-65 cân nhé. Dưới 65 cân này, 65 cân quay đầu mặc đẹp con bắc ca này nhé mọi người nhé. Em thấy mọi người mức giá của nó là 380. Mã số em này là 544. Siêu ấm luôn. 380.000 mã số là 544 cho em nhé. Tiếp theo mấy em lông vũ siêu nhẹ. Siêu nhẹ. Không biết của nữ hay của nam đây, size to này. Nữ rồi. Size 105 của nữ là to hẳn luôn nhá. 65 đến 70 cân của nữ này. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Size 105 của nữ ạ. Dưới 70 cân nhá. Em này 350, lông vũ siêu nhẹ nhá. Rất gọn cho các chị size 70 cân quay đầu này. Mã số là 451. 451 cho em nhé mọi người nhá.
siêu nhẹ. Size 105 của Nam. Con này là một em phao trần của Nam nhé. 514 của chị Hằng Mì. Một em phao trần của Nam này. Xả Hằng Mì. Phao trần của Nam nhé. Được rồi. Em này nhá, chồng chị Áo cân nặng tầm thừa 451 với chị Lê Thùy Dung 68-72 cân, dưới 72 cân của Nam nhá. Em này 350, bao trần nhá. Mã số em này là 937. Em có một em Puma này mọi người ơi. Bao Nam Puma. Bán xịn luôn. Con này nam nữ là ok nhá mọi nhá. Phao rồi là yêu sách mà. Ui, hàng của Puma xịn dã man. Em này nhá, lông vũ cho em này, có cân nặng 57-65 cân. Em này quá đẹp luôn. Hàng chính hãng của nó luôn, 57-65 cân. Dưới 65 cân nhá, mới từ tay luôn này. Trời ơi, đẹp lắm. Dưới 65 cân nhá, nam nữ đều ok. Em này mức giá của nó là 450. Puma chính hãng luôn. Mã số em này là mã số 275. Mã số 275 cho em này. Chính hãng 450. Mã số là 275. 450.000, mã số là 275 cho em nhá. Tiếp tục ạ. Lên một em này nó là dòng đây, con này là khối lông nhá. 275 chị Bi Bo Phương. Trong lót lông hết này các bạn ơi. Bao nặng bao nhiêu? Bao gì 4-5 cân. Bao gì 4-5 cân? Làm mấy bao? Quá ai gửi. Đông Hà Nội. 60-65 cân lông vũ này, khối lông hết nhá, ấm lắm. Chị nào mua cho mẹ cái này đi. Mua cho mẹ cái này đi này, 60-65 cân của các cô nhá, rất là ấm và nhẹ luôn. Nói chung ưu điểm rất phù hợp với các cô. 60-65 cân trong lót lông siêu ấm luôn ạ. À. Em này 370 nhá, mã em này là 264. Lót lông hết này các bạn này. 275 mã số là 264. Tiếp theo ạ. Con này nhá, mũ của nó không có mũ này. Size M. Đấy, size M cho em, hàng siêu nhẹ nhá mọi người nhá. 264 chị Xuân Vũ Ngọc. Con này quá đẹp luôn, ấm lắm và nhẹ lắm. Gọn luôn. 55-60 cân nhá, của nữ cho em này. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. À. Em này mức giá của là 300.000, mã số 200. 300.000, mã số 200 cho em này. 300k mã số 200 kia này. Siêu nhẹ lông vũ nhá. Hàng đánh gôm cho em. Bên trong trần đây này mọi người ơi. Chết rồi, con này size to cho các chị rồi. Đẹp chưa? Em này nhá, chị nào có cân nặng bằng cân em, 60-65 cân con này quá đẹp luôn. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Các chị size XL giống như em, mặc vừa khít luôn, đẹp cực luôn. Mức giá của em này là 370, mã số là 949 này, lông vũ 90/10 luôn. 949 nhá, 60-65 cân. Nhìn cái quả trần của nó đã thấy phê rồi. Tiếp theo, một em lông vũ siêu nhẹ của này của nam hay của nữ đây. Không phân biệt là nam hay nữ thì ra sau nhá. 949 cho chị Tạ Thu Hà. Nha, một em phao ngắn nhá, con này là hai lớp này, hai lớp nhá, một lớp của nó là lỉ, một lớp của nó là phao, các là phao ngắn này bà ơi. Em này các chị có cân nặng 50-57 cân nhá, 50-57 cân ạ, dưới 57 cân, 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 370 ạ, ấm cực kỳ luôn, mã số là 460, hai lớp quá này. 370 mã số là 460 cho em nhá. Nào, ai sẽ là người sở hữu con siêu nhẹ lông vũ này? Dáng dài này, mát đánh size 66. Xịn chưa? Những con này một cái shop toàn bán 1.2 triệu luôn đấy. Ok. 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này, dưới 60 cân nhá. Em này 400.000 xứng đáng luôn, chất xịn kinh khủng luôn. Mã là 938 này, 400.000 thôi, mã 938. 400k, bao bóng này á.
Từ lên nữa. Củ lông. Cái này Adidas nè mọi người ơi. Adidas làm form rất đơn giản nhưng mà đẹp sẽ. Từ like form bột. Không làm bột đâu. Làm bột tốn tiền lắm. Mất một con bột bằng 3 con thường này mà bán giá 938 chị Hồng Anh. Mọi người biết là hàng tiện ấy nó vận chuyển về nó tính theo cân nhưng mà vứt đi thì tính theo cân rồi nên là sợ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, không phải một kiện em mở ra lấy được hết đâu mọi người ạ. Vứt đi rất nhiều. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này có giá của nó là 350, hàng Adidas này, mã là 346. 350, mã số là 346 cho em nhá. Tiếp theo. Với em siêu nhẹ của Nam, con này nó là hàng thể thao của Nam. Đỉnh chóp luôn nhá. Đây này, nó có cái chỗ giống mũ ở đây này. Chị Nguyễn Đức Hiếu. Size 95 của Nam nhé mọi nhá. 63, 67 cân của Nam. Đẹp chưa? Nhẹ tênh. 63, 67 cân của Nam nhá. Dưới 67 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của 370. Mã số là 384. Chị Nguyễn Đức Hiếu mày mới inbox luôn. 370.000 mã số là 384 cho em nhé mọi nhá. 370 mã số là 384. Đây, sao béo đây mọi người ơi. Sao béo đây nhá. Size này. Oversize nhá, phao béo cho em này. Oversize nhá, dưới 65 cân. S, M, L, XL đều ok, dưới 65 cân nhá. Phao bột bên đấy mọi người 300 thôi. Mã số là 288. 300.000 mã số là 288 cho em này. Tiếp theo này. Con này một em phao ngắn nhá, mũ của nó cuối lông. Ui con này nó có dây. Mắt vàng luôn nè. Mũ của nó cuối lông thật nhá mọi người ơi. Size 90. Em này to rồi. Em này nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp, phao ngắn và mũ ở khối lông thật nhá. Em này 300 thôi ạ. Mã số là 589. 300.000 mã số là 589 cho em nhá. 300k mã số là 589 cho em. Tiếp tục ạ. Tiếp theo mà em siêu nhẹ của nữ này. Hàng lông vũ nhá mọi nhá. Monseller này mọi người ơi, hàng hiệu này, màu đen nhá. Nào, bạn nào biết cái hãng này đắt khủng khiếp luôn. Monseller size S. Con này thề tôi bán với mọi người 500 mọi người vẫn hời. Monseller nhá. Áo phao của nó giá toàn chục triệu rồi. Cổ bè nhá mọi nhá, size chuẩn S cho em này. 45 đến 50 cân nhá, các bạn là size S lên nhanh luôn. Con này quá đẹp luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp của Monseller nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó 400.000, mã số là 591 này. 400.000 mã là 591 này. Tôi vừa lên to em thôi. Tôi lên cả nhỏ đấy, chắc các bà nhỏ đấy chứ. Một em phao trần nhé mọi ơi. Đẹp nhức lách luôn. Như Bori vậy. Olivia Lauren nhé mọi nhé. 591 chị Tranh Đá. Ai mà cần săn hàng hiểu vào con đấy luôn. Em này nhá, các chị có cân nặng tầm từ 57, 60, 63 cân nhá. Trần đẹp lắm luôn này. Chất phao dày dặn chắc chắn luôn. À, 57, 63 cân, dưới 63 cân nhá. Con này là phao trần cho em nhá. Lông vũ ạ, em này 400.000, mã số là 381. 400k mã số là 381 cho em. 400.000 mã số là 381 cho em nhá mọi nhá. Một em phao lông vũ, cá sấu. Hàng của Lacoste mọi người ơi. Lacoste nhá. Có mũ đây. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 65 đến 68 cân của Lacoste nhá. Dưới 68 cân này, đẹp quá. 68 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 400.000 của Lacoste nhá, mã là 378. 400k mã số là 378 cho em nhá. 400.000 mã số là 378 cho em. Tiếp theo lên một em phao size nhỏ của Adidas này. Size nhỏ thôi mọi người ơi. Em này các chị 40 50 cân của Adidas này, đen trơn quá đẹp luôn. 40, 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp của Adidas nhá. Em này mức giá của nó là 370, mã số là 386. Chị Đài Trang Nguyễn. 370, mã số là 386 cho em nhá. Tiếp theo, siêu nhẹ, thể thao. Con này mặc lên thì tuyệt vời luôn. Mọi nhìn đường trần của nó chưa, chất phao đẹp lắm. Mọi người không mua đi, đến lúc không có đâu. Em chỉ còn 3 số phao nữa là hết sạch. Em không dám lấy phao về nữa đâu. Tháng hết tháng 11 âm lịch là em sẽ không làm phao nữa.
Em này các chị có cân nặng 57, 63, 65 cân. 57, 65 cân, dưới 65 cân nhá. 350, mã là 930. Bởi vì sang tháng 12 mọi người phải hiểu là tầm này mọi người bắt đầu bán sơ mi này, chân váy hàng hè rồi. Và váy voan rồi thì em chưa bán. Em là người bán đi theo chậm nhất luôn ấy. Hàng si này nó hơi bị... con này con đẹp chưa? Hàng si này nó hơi bị lệch mùa, thế nên là mọi người thông cảm. Hết tháng 11 âm lịch em sẽ không làm phao nữa nhé. Thế nên mọi người đi mua hàng... 930 chị pin bốc hàng phạm. Đi mua hàng mới cũng khá là... Luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân nhé. Dưới 57 cân này, 57 cân quay đầu mọt đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 530. Ừ, mã 530 chứ em biết là sao được. Hỏi thế là em khó, là khó trả lời lắm. Thế là em khó trả lời lắm luôn đấy. Và em phao ngắn này, AP Plus nhá mọi nhá. Con này cổ khối lông luôn. Cái chỉ sai nhỏ thôi. Em nói thật mọi người luôn, em chỉ làm hết tháng 11 âm thôi. Bây giờ đã đầu tháng 10, cuối tháng 10. Bộ con này của size S của AP Plus chứ mọi người nhá. Em mặc con này chặt quá. Ấm và đẹp cực kỳ luôn này. S thôi mọi người ơi, đẹp lắm. 40-50 cân nhá. Con này chị nào mà mặc được thì đúng là đẹp. Có hai cổ lớp này đẹp lắm. 40-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân cho em nhá. Có bạn đợi bình tĩnh cứ đợi em chút lên. Em nay khui mà. Mức giá của em này là 350 nhá. Lông của rất mềm luôn, không đụng. Mã số là 271. 271 cho em này. Nên mà em bắt ca của top 10 nhá mọi người. Bắt ca màu be. Con này mà màu be nhá, không phải màu trắng tinh đâu nhá. Màu be nhá mọi nhá. Size 85, lông vũ này, size nhỏ thôi. Lữ có cân nặng tầm 48-55 cân, dưới 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Bác ca này mức giá của 400 nghìn, mã số là 944. 944 nha nhá, 400. Mã số là 944. 400k mã 944 cho em nhá, mọi người ơi. Tiếp theo này, lên một em hàng thể thao của Nam. Hàng thể thao của Nam nhé. 944 chị Quỳnh Lê chị. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 65-70 cân. 70 cân quay đầu của Nam nhé. Dưới 70 cân này. Em này em lấy mọi người 350, mã là 274. 350, mã số là 274 cho em nhé. 350, mã số là 274. Của em phao Nam đẹp chưa. Size 100 của Nam, hàng neo núi của Nam nhé mọi nhá. Chồng chị nào cân nặng 68-72 cân. 72 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 72 cân này của Nam nhá. Form đẹp lắm luôn. Chỗ này là màu đen đấy. Mức giá của em này là 380, mã là 278. 380.000 mã số là 278 cho em nhá. 380 mã số là 278 cho em. Tiếp tục ạ. Con này mà em đẹp quá, của Nam mà mất nữa. Trong trần hết size giờ của Nam nhé mọi nhé. Không mũ đâu ạ. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 70-75 cân. Dưới 75 cân của Nam nhé. Mất mũ em lấy mọi người 200 nghìn thôi. Mã là 548. 200k mã số là 548 nhé. 200k mã số là 548 cho em nhé. Một em hàng Champion này. Một em phao size XS Champion nhé. Nào các bạn hàng dòng thể thao lấy luôn. Champion size XS hàng Antic SXS của nữ nhé mọi nhá. 40-50 cân, hàng của Champion nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp. Dưới 50 cân nhá. Em này mức giá của nó 400 nghìn, hàng Champion ạ. Mã số là 579. 400 nghìn, mã số là 579 cho em. 400k, mã số là 579 cho em ạ. Tiếp theo mà em siêu nhẹ lông vũ màu rêu của các anh nam, size 95. Size 95 cho em nhá. Chồng thì nào thì có cân nặng tầm từ 60-65 cân mà con này quá đẹp luôn. 64 cân, dưới 64 cân đi. 60-64 cân nhá. Em này mức giá của nó 370 nhá. Xịn lắm, mã số là 576. 370, mã số là 576 đi. Bác ca màu đỏ nhá. Mọi người ơi, đẹp khủng khiếp này, nữ nhá. Dáng này của nữ chất luôn. Có eo mà.
nặng tầm 55 đến 60 cân này. Đẹp không? Con này các chị 53 đến 60 cân. 53 60 cân nhá, đẹp dã man luôn. Các bạn không lấy tôi lấy luôn. 576 nhá chị. 500 thôi ạ. À. Bởi vì sao? Mọi người ơi, nếu mà em đi nhập như con như mà em đăng ấy, nhập bớ vẩn cũng triệu. Thật. Mức giá của em này 500.000, mã số là 340. Mà con này mới tích luôn. 500.000 mã số là 340 đi em nhá. Tiếp theo một em này là hàng thể thao special, nó là một em phao trần nhưng mà đẹp lắm. Nhẹ tanh luôn. 340 chị. Bà nào cần xương nhẹ lấy cái này nhá. Chị nào cân nặng 5763 cân, nhẹ cực kỳ luôn và rất rất tiện của Việt Nam luôn. Dưới 63 cân nhá. Em này mức giá 300.000 thôi, mã là 946, nhẹ tanh. 946 cho em nhá. 946 cho em này. Tiếp theo của em lông vũ của nữ nhé mọi nhé. Size số 2, hàng lông vũ. Size số 2 nhé mọi nhé. 946 chị Chipsy. Em này các chị có cân nặng 53 đến 57 cân ạ. Bởi vì em là hơn 60 cân, em mặc thì cảm giác vừa. Nhưng mà em thêm một cái len nữa vào chật, rất chật. Em này nhá, dưới 57 cân, lại dưới 57 cân rồi. Mức giá của em này là 370, lông vũ có mũ nhá. Mã là 195. 370, mã 195 cho em này. Tiếp tục nhá, lông mũ của chị này. Màu xanh rêu. Em đang về 300 cái lông mũ nhưng mà đang đợi mãi không về. Bởi vì còn lợ một cái chị nào nữa. Lông mũ lông nữa cơ. Em này mà em hàng xuất nhá. Em này chị nào cân nặng 53 57 cân, đẹp chưa? Lông vũ nhá. 53 57 cân, dưới 57 cân này, ấm và rất nhẹ luôn ạ. 370, mã là 273. 370, mã số là 273 cho em này. Tiếp theo ạ, bà nào được con này mới gọi đẹp. Cái form áo nó phê. Có eo nhá, giờ phát lên là thấy eo rồi. Con này mà 400.000 không lấy thì không biết lấy con nào luôn. Nhẹ lắm mà cái chất phao của nó rất xịn luôn. Hai khóa nhá mọi nhá. Này, bà nào có cân nặng tầm 48 đến 55 cân. Có eo nhá. Cái em mặc chật này. Mình nhìn đẹp chưa? 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 400, mã số là 440. Không cần mũ đã thấy đẹp lắm rồi. 400.000 mã số là 440. 400k mã 440 cho em nhá. Tiếp tục này, một em lông vũ siêu nhẹ của Nam. Size này chồng chị áo 60-65 cân nhá. Bạn này không mũ đâu ạ. Bạn này không mũ đâu nhá bạn nhá. 60-65 cân của Nam, bán trẻ. Không mũ nhá mọi nhá. 60-65 cân, phao lông vũ nhá. 200.000, mã số là 382. 200k, mã số là 382 cho em này. 200.000, mã số là 382 cho em nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo mà em phao Nam, siêu nhẹ của Nam, hàng thể thao, màu vàng nhá. Hàng cropping nhỉ. Bọn này là chuyên đào leo núi và đi tuyết. 382 chị Linh Mimi. Bao vàng của Nam nhá. Em này 68 đến 72 cân của Nam, dưới 72 cân của Nam nhá, dưới 72 cân. Hàng này của Nam chị. Mức giá của em này là 350, mã số em này là 892. Hàng siêu nhẹ nhá, 350, mã số là 892 nha. Tiếp theo là siêu nhẹ tiếp này. Siêu nhẹ này của nữ. Siêu nhẹ này của nữ nhé mọi người, siêu nhẹ lông vũ của nữ này. Nữ có cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân, vừa nhẹ vừa gọn người luôn. 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 70 cân này, 350, nhanh tay, mã số là 330. 350, mã số là 330 cho em này. Tiếp theo của em lông vũ rắn ngắn nhé mọi nhé. Con này có thể chống nước nhẹ nhé mọi nhé. Size M, lông vũ rắn ngắn nhé, chống nước nhẹ này. Em này 48 đến 55 cân. 48 đến 55 cân nhá, hàng lông vũ ạ. Dưới 55 cân nhá. Ấm và đẹp lắm ạ. Mức giá của em này là 370, mã số là 132. 370, mã 132, lông vũ nhá. Bắc ca mũ lông nhá mọi người ơi. Bắc ca mũ lông. Của Nam nhá, màu xanh. Rất là mới, mới cứng luôn. Mình
nhìn con người anh giống con gì mọi người tưởng tượng ra. Giống như liquid lông. Tiếp theo size L của Nam này. Lông vũ nhá mọi nhá. 132 cho chị Minh Lương. 60 đến 62 đến 67 cân của Nam. Dưới 67 cân của Nam mặc đẹp cho em nhá. Dưới 67 cân của Nam này. 450, mã là 902, đẹp chưa? Những con này lấy đi. Ngày em like chẳng có con nào. 450. Tiếp theo một con ly cát này xịn quá. Con này mà có mũ là 5600 ngay. Con này đẹp mà mất mũ này. Chất bao rất xịn luôn. Con Paca Nam, màu xanh của Nam mặc đẹp mà. Nữ cho em nhá. 55 đến 60 cân của nữ mất mũ nhá. 55 đến 60 cân của nữ. Dưới 60 cân của nữ mất mũ nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200 nghìn thôi. Mã số em này là 290. 200k mã số là 290 nhá. Chuyển hàng nhá chị bác. Tiếp theo nhá. Của em. Em này nhá. Size S của nữ. Hàng lông vũ siêu nhẹ. Rất xịn luôn. Em cầm cái chất vào của nó phê luôn ấy. Cầm nó nhẹ á. Cái chất này cầm nó mỏng manh như này nhưng mà nó lại rất là dai nhá mọi nhá. Nó không bị rách đâu. Em này nhá, các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 53 cân. Dưới 53 cân mặc đẹp cho em nhá. Siêu nhẹ, lông vũ siêu nhẹ này. Chất của nó mềm mềm như mông em bé luôn, rất là dai luôn. Em này mức giá của nó là 350, mã là 578 lông vũ siêu nhẹ nhá. Có gì lê phao không chị ơi? Gì lê phao thì chắc có. Có một em áo siêu nhẹ này. Của Nam hả? Siêu nhẹ lông vũ của Nam nhá mọi người. 290 chị Trang Phong. Con em không có gì lê đâu chị ạ. Ôi cái này 60, 65 cân của Nam nhá mọi người. Đúng rồi. 60, 65 cân của Nam nhá. Dưới 65 cân của Nam này. Mức giá của em này là 350. Mã là 135. 350, mã 135 cho em này. Mấy em bắt ca mũ lông nhá. Quá Nam đi chị ơi. Hàng của Nick Kick này mọi người ơi. Nick Kick này. Mũ của nó, là mũ lông lông con kiều ấy. Đẹp quá chị. Bích kích này. Bích kích này nhá. Nam nữ là ok ạ. 57 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Trời ơi, con này oversize mà nó là dáng unisex ấy. Mức giá của em này là 450. Mã số em này là 417. 450, mã số là 417 cho em nhá. 450. Cái con này á các chị nữ mà không chốt thì mình là van cứng của em nữa. Pha thể thao mà cũng có mũ lông luôn này. Size 90. Em này size nhỏ luôn ạ. 48 đến 55 cân. 48 đến 53 cân. 45 đến 53 cân. Đẹp khủng khiếp luôn ý. Chất đẹp lắm. Cầm lên mặc con phao lên. Cảm giác là người nó lên tầm mọi người. Đó, đẹp lắm. Em này mức giá của 400 nghìn thôi nhá. Mã số em này 501. Size dưới 53 cân. 400 nghìn mã số là 501. 400k mã số là 501 cho em nhá. Tiếp theo một em lông vũ siêu nhẹ của Nam. Ủa xịn quá này. Chống nước này mọi người ơi. Nam linh chị này. Lông vũ này. Nam có cân nặng 60-65 cân nhá. Con này cực kỳ đỉnh luôn. Dưới 65 cân nhá. Em lấy một cái 370 thôi. Cầm lên chất khác biệt luôn. Mã số là 583. 370 mã số là 583 cho em này. Cổ tròn nhá. Ô bà người lạ còn đây không này. Nhưng mà con này hơi to, size 95 cơ, 53, 57 cân. Lông vũ siêu nhẹ nhá. 53, 57 cân này, dưới 57 cân nhá. Dưới 57 cân ạ, à, em này 350, mã số là 581. 583 chị chip xinh. 581 cho em nhé bạn nhá. Cái này có xứng đáng 500 nghìn không bà? Lông vũ siêu nhẹ là mũ lông ấy. Ô Monsenor này. Con này 500 nghìn là hơi bị rẻ luôn nhá. Ui tay của nó còn phối này. Ôi size nào đây? 581 là chị Thùy Linh Trần. Ui dồi, ai sẽ là người sở hữu con chục triệu này? Má ơi đẹp vãi trưởng luôn, size S 40-48 cân rồi. Bé quá. Bộ XS nhá mọi người ơi. XS 40-48 cân. Bao dáng dài XS rồi.
Em mặc cái này không vừa đâu. Chỉ XS là 40 48 cân, thậm chí 45 cân mà con lại rất đẹp luôn. Đẹp thế. 500.000 nhá, mã là 17172. 500.000 mã 172 cho em. Tôi nhé, bà xanh giá chốt cho cả nhá, cho cả công ty ạ. Tiếp theo mà em phao lông vũ này, cái chất phao là xịn quá. Size S của các chị nhá. Phao ngắn này. 172 chị chanh đá. Nghe tên bà khát nước quá. 40 48 cân này, con lông vũ này đẹp lắm này. Dáng phao đỉnh của chóp luôn. 40 48 cân nhá. 40 48 cân lông vũ nhẹ và rất nó luôn là lông vũ xịn. Em này 370 nhá. Mã số em này là 582. 370 mã số là 582 cho em này. 370.000 mã số là 582 cho em nhá. Một em phao siêu nhẹ của Nam, siêu nhẹ lông vũ của Nam nhé mọi người nhé. Size 110 này, 80 cân nhé. 75 đến 80 cân của Nam nhé mọi người nhé. 80 cân quay đầu nhé, lông vũ siêu nhẹ này. Dưới 80 cân nhé. Em này lấy mọi người với giá là 350, mã là 908. 350, mã số là 908 cho em này. Bác A này ai bằng luôn. Ấm khủng khiếp luôn. Kéo khóa chị. Ôi một con ghét rất xịn mà bắt mũ nè. Tiếp theo mà em siêu nhẹ của Nike nè. Siêu nhẹ của Nike nhé mọi nha. Mát bánh xanh nhỏ của Nam nhé mọi nha. 908 chị Hằng Trần. Em này Nam có cân nặng tầm từ 62 cho đến 66 cân của Nam nhé. Dưới 66 cân này. Em này có giá 350 hàng của Nike, mã là 401, nhẹ tênh. 350 401 Paka, size to nhé mọi ơi. Chồng bà nào cân nặng tầm từ 60 65 cân nhá. Đây ở đây dây trong đây là mọi người có thể chỉnh ra được này. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân của Nam cho em nhé mọi nhá. Em này mức giá của nó là 400.000, mã số là 533. 400.000 mã 533. Thằng si mà chị đi, thằng theo mà tránh được. Con này trần đẹp chưa? 401 cho chị Hoàng Tháp. Phao trần như này mới gọi là phao chứ. Trần này size 55, AP Plus này, tròn. Size 55 này là 47, 50 cân. Size 50 cân quay đầu. Năm mươi cân quay đầu nhá, phao trần đẹp chưa? Dưới 50 cân thôi, size S cho em nhá. Em này 360.000, mã số là 304, cực đẹp luôn, mọi người nhìn đường trần của nó đi. 533 chị Quỳnh Trần. 304 cho em nhá. 304 cho em này. Em lông vũ siêu nhẹ của Nam nhé mọi nhá. Lông vũ siêu nhẹ của Nam. Chồng bà 60-65 cân mà con này đỉnh luôn. 60-65 cân của Nam nhá, dưới 65 cân này. 350, mã là 449. 350, mã số là 449 cho em nhá. 350.000, mã số là 449 cho em. Okay. Tiếp theo nhá mọi người. Lông vũ hàng của Paris này mọi người ơi. Nghe pha của nữ nhá, nên pha đẹp lắm. Cổ châu Âu nó hay ra cái cổ này. Lông vũ nhá mọi người. 55 đến 60 cân này, đẹp chưa? Hàng của Paris nhé, lông vũ ạ. 55 đến 60 cân, 60 cân quay đầu màu đẹp nhé. 350, mã là 913. 350, mã số là 913 nhé. 350, mã số là 913 nhé. Tiếp theo là khóa đi thôi. Cái này phao bóng của nữ nhá. Cái này đẹp lắm. Mũ của nó phối lông thật rồi. Không phải bàn cãi gì với mũ nữa nha. Phao bóng của nữ này. Bóng đẹp cơ, không phải bóng đều đâu. 913 chắc chơi chưa? Không vũ. Size 100, 60 65 cân của nữ này. Chất luôn. 60 65 cân của nữ nhá, dưới 65 cân của nữ cho em. Mũ của nó mũ phối lông thật nhá. 370 thôi, mã số là 1145. 370 mã 145 cho em này. Bóng xịn luôn nhá. 370.000 mã 145 cho em này. Của em hàng size XS mới còn mạc này. Cái này còn có lông, có cái con tem này, có lông giới thiệu của nó luôn đấy.
lông vũ siêu nhẹ size XS nhé mọi người. Con này em mặc bé rồi. Con này em bé rồi, 40. 40 48 cân nhá. Quá nhỏ so với em. Không cho tay vào được đâu bà ơi, cổ tròn cho em này. Cổ tròn này các bà là size xem nào, size gì nào. Lông vũ siêu nhẹ cổ tròn này, chị nào vừa cổ tròn nhỉ? Size M cho em nhé. Đây bà người lạ ơi, size 48 đến 53 cân đây này. 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp, mẫu đẹp luôn. 370 này, mã số là 315. 370.000 mã số là 315 nha. 370 mã 315. Đây một em phao bóng tiếp này, mũ áo cuối lông thật nhá mọi nhá. Em mấy con này xịn lắm. Hàng của cá sấu này. Crocodile nhá mọi nhá. Sáu mươi, 65 cân hàng cá sấu nha em nhá, lông vũ rất là nhẹ luôn. Gần như là 100% luôn. 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân, cái con xanh xanh vừa lấy siêu nhẹ size M đấy, cổ tròn đấy, đẹp vãi chưởng ra. 60, 65 cân nhá. Em này mức giá của nó là 370 nhá. Hàng của cá sấu này, mã là 338. Mã số là 338 cho em nhá. Một em lông vũ siêu nhẹ dàn di của Nam. Đẹp chưa? Size 100 của Nam nhá mọi nhá. Chồng chị áo cân nặng 65 đến 70 cân ạ. À, lông vũ siêu nhẹ nhá. Dưới 70 cân ạ. À. 70 cân quay đầu của Nam mặc đẹp nhá. Em này 350, mã số em này là 439. 350, mã số là 439 em nhá. 350 là 439. Siêu nhẹ của Nam tiếp này. 338 cho chị Hoa Nguyễn. Con này nhá. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân, dưới 63 cân của Nam nhá. 350, mã số là 203. 350, mã số là 203 cho em. Mấy đứa nhiều inbox thì bây giờ cho tiếp ạ. 439 cho chị Quỳnh Trần. Ôi bà ơi, con này thì của Guess đẹp tuyệt vời luôn mà bị mất mũ này. Bác ca nhá. Của Guess ạ. À. Ôi con này mà có mũ là sẽ có tôi sẽ có 500 nghìn luôn. Tôi sợ mất mũ. Nữ hả? Nữ nhá mọi nhá. 50 chạy 57 cân. Dưới 57 cân ạ. 203 chị Linh Bùi. 57 cân quay đầu mặc đẹp mất mũ của Guess nhá. 200 nghìn mã số là 451. Chị mà 200 nghìn mã 451 cho em nhá. 200k mã số là 451 cho em này. Tiếp tục ạ. Một em này của Nike, của Nam. Nike Fit Fit. Bao trần thôi nhưng mà hàng của Nike này. Ông nào muốn thích nhẹ nhàng lấy con này đi. Nike nhá. Chồng thì áo cân nặng 63-67 cân. Dưới 67 cân của Nike nhá. 350 cho chị Vinh Duy. 350 mã là 910. 350 mã số là 910 nha. Đây tiếp theo là con này là phao nữ nhá, có hai lớp, hàng lông vũ. Ôi có lắc này, hàng của London nhá mọi người. Nói chung là hàng hiệu rồi. Nói chung là hàng hiệu rồi. 910 cho chị Lăng Bằng. Con đấy là trần bông nhá chị nhá, chị nghe kỹ giúp em nhá. Các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhá mọi người ơi. Có thấy chị Linh Diệu 55 đến 60 cân ạ. À. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá là 350. Mã số em này là 234. Ấm lông vũ đấy ạ. 350 mã số là 234 cho em này. Dưới đây đầy bác ca. Mang đây. Dưới đây đầy bác ca hàng hiệu Wilson nhá. Trời ơi các bà ơi đẹp quá. Bác ca Wilson này. Dưới này bác ca chị ạ à chứ. Chồng mà nào có cân nặng. Ủa. Chồng mà con trai của chị nào có cân nặng tầm 53-57 cân. Con này cực kỳ đẹp luôn. Bác ca xịn luôn. 53-57 cân hàng hiệu Wilson nhé mọi nhá. 370 ạ. À, dưới 57 cân nam hoặc là bé trai. Mã số là 532. Mã 532 nha nhá. Tiếp tục này. Một em phao nam rất đẹp luôn. Con này nam nữ đều ok nhé. Phao thể thao hàng của Mỹ. Đẹp quá. Ê, cái này size nhỏ rồi. S này, XS này, 40 cho đến 50 cân này. Phao thể thao nhá. 532 chị Hương Nguyễn. Size S này,
con này em lấy mọi người 450. Thực sự mọi người luôn là không thể tìm thấy con thứ hai luôn. Mã số em là 169 này. 169 này. Không mắc được tí nào luôn. Mọi người cứ cầm trên tay là sẽ thấy rất là rẻ luôn. Mã 169 cho em nhé mọi người nhá. 169 cho em này. Tiếp theo của em sao hàng lông vũ của Nam, bản gốc của nó không mũ nhé mọi người nhé. Ủa cái dây này phải không đi sửa này. Tiếp theo này, Nam tiếp này. Size 100 của Nam nhé mọi người nhé. Này mọi người cầm những chất phao này là đảm bảo mọi người ưng luôn. Em sờ trên tay em phải ưng. Hàng lông vũ nhé. Trong bà nào có cân nặng tầm từ 65 cho đến 68 cân, cực kỳ đẹp luôn. Màu của nó màu chì nhá mọi nhá. Dưới 68 cân nha nhá, 68 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Em này mức giá của nó là 400.000, mã số là 158. Nhanh không còn hết luôn. Mã 158 cho em, những con này thì một phát xong hết tắt luôn. Đây có paca đẹp chưa? Paca này nữ nam thì ok nhá. Hôm nay không cho bác ca lên trước, hôm nay để nhiều cho các chị phía sau. Nếu mà lên bác ca trước các bạn lên xong các bạn sẽ đi đâu. 158 các chị, hàng tháng. Cái màu của nó nhìn nó khôn ý. Ui, logo hết bên trong mọi người nhìn đó. Nói chung là xịn rồi. Size 100 này của Nam rồi. 65 cho đến 65 đến 68 cân của Nam nha nhé. Nữ thích mặc rộng không lấy đâu. Dưới 68 cân của Nam 500.000 thật sự với mọi người rất đẹp đó. Mã số 600 dưới 68 cân nhé. 500.000 mã số 600. 500k mã số 600 nha này. Nếu mà chồng chị nào mà thích màu rêu mà bỏ qua con này thì rất là tiếc. Màu này rất là sạch của Nam nhé. Size to XL của Nam. Lên form nó sẽ mà 600 chị hoa sen đá. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ 75 cho đến 78 cân. Dưới 78 cân nhá, 78 cân quay đầu của Nam. Dưới 78 cân nhá, hàng lông vũ đấy ạ. Ấm cực kỳ luôn. Em này 400.000 thôi. Mọi người sẽ nhận được, sẽ thấy ạ. Cái chất lông nó rất đẹp luôn. Cầm nhìn nó kiểu như vậy thôi nhưng rất là nhẹ, không nặng đâu. Mã số là 210. 400.000 mã 210 nha. 400k mã số là 210 nha. Uniqlo size S của Nam. Anh ơi, con thấy con kia, con này bé lắm, anh cho mặc vừa lắm. Chồng chị nào có cân nặng hoặc là nữ đi, bà nào nữ mà bằng cân em thấy đây này, giống con cam của em mặc, hôm nay con cam em mặc, thế em đi ra đường ấy, ai hỏi đẹp. Em này nhá, 57-65 cân, 21, của nữ, nam cái này là form này size S của nam nhưng của nữ mặc rất đẹp luôn, dưới 65 cân nhá, 370 mã là 868 này, hàng nội địa của nó đấy. 370 mã 68 hàng nội địa xịn luôn đấy, cầm chất bao rất sướng. Mã 868 cho em nhé. Nếu mà em bảo con này XS của CK mọi người có đồng ý không? Có tin là hàng xịn không? Hàng chính hãng của nó. Mọi người nhìn cái đường trần của nó đi. Đẹp chưa? XS của CK. XS của CK nhé, 40-50 cân này. CK nhé, một phát sang tay thì 57 củ luôn. Bởi vì nó tính theo đô với theo chứ nó không tính theo tiền Việt Nam đồng như mình. XS dưới 50 cân nhá. Em này mức giá của 370, hàng của CK nhá. Mã là 4436 này. 436 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo nhá mọi nhá, mà em phao thể thao. Phao thể thao của Nam, dòng này có thể đi tuyết được nhá mọi nhá. Dòng này đi tuyết được này. Màu đi tuyết nó hay làm sặc sỡ, chị nào ở vùng lạnh thì lấy những con này đi. 65 đến 70 cân của Nam. Đi tuyết của nó làm phải cẩn thận, ấm thì người ta đi đi tuyết đâu người ta chết đấy. Colon Sport của nữ ạ, trời ơi hiệu nè, con này cũng tầm 7-8 củ trở lên nhé, không bao giờ xuống. Colon Sport, chị nào mà đã được em khai thông rồi thì lấy con này đi. Lông vũ của nó là trên 100 luôn đi. Em này nhá, chị nào cân nặng của nữ có cân nặng size to này, chị ơi các chị 70 cân nhé. 70 cân của nữ cho em, 65-70 cân nhá. Em này 400.000 nhá, Color Sport giá từ 7 triệu trở lên, mã số là 102. Cái lông vũ của nó là lông vũ kiểu tinh khiết luôn ấy. 102 nó đắt ở cái chất lông nha. Đây, tiếp theo nhá mọi người nhá.
cá sấu size 90, phao nhẹ, phao lông vũ. Cá sấu size 90. 900 cho chị Nga Hoàng. Chị cứ sờ cái chất của sao chị cứ thích luôn ạ. Em này 45 đến 50 cân nhá, của cá sấu này. 45 đến 50 cân nhá, lông vũ này. Em này có giá của nó 370. Mã số em này là 595. 370, mã số là 595 xem. Chị Nga Hoàng chị cứ sờ con đấy xem về mà sờ xem. Cực kỳ đẹp luôn. Bao ngắn của nữ đây ạ. Size S của nữ nhá. Con này xịn từ mát chị đi luôn. Size S của nữ nhá mọi người. Ê, treo cái những cái chày đằng trước đây cho chị nó luôn. Treo một cái đằng trước đây cho bọn. Size S này 40-50 cân của nữ nhá mọi người. Đẹp chưa? Lên form đẹp dã man luôn. 59 là chị Hải Thảo. 40-50 cân nhá. 370. Mã số em này là 500. Treo cái đằng trước này lên cho bọn. 370, mã số 500 cho em. Đây, một em này đó là một em phao size nhỏ cho em nhá. Con này là phao lông vũ, 90 trên 10 luôn, nhẹ. Và thứ hai là mũ của nó là phối lông lông phiều nhé mọi người. Size nhỏ cho em này, form đẹp. 500 cho chị Đài Trang Nguyễn. Size S thôi ạ, 47 đến 50 cân. Con này dưới 52 cân ạ, 47 52 cân nhé. 350, mã số là 296. 350, mã số là 296 cho em nhé. Mấy con cái phao ngắn này đẹp quá luôn các bạn. Mũ là khối lông thật này. Mấy con phao ngắn này này, đỉnh lắm. Ui, nó còn rút eo nhá. Eo có phần chỉnh eo nhá. Eo của mọi người đến đâu chỉ mình lấy cho em. Hàng của súp. Đỉnh chưa bà ơi, size L.
Em này 350, hàng của bọn Châu ấy, mã hàng con gà trống ấy. Mã số em này là 468. 468 chứ em ạ. Nhiều lúc không biết đọc tên của nó là cái gì. Nào. Con này nhá, riêng quả lông cổ của nó ăn tăng điểm tuyệt đối luôn nhá, các chị này. Chị Lăng bằng 468 chị Diệu Thủy chị Nguyễn. Chị chốt đầu đâu? Chị chốt đầu em sẽ nhìn thấy rồi. Đừng nói như thế. Các chị nào có cân nặng sai tầm 48 đến 55 cân này, lông vũ nhá mọi nhá, cổ là lông thật, dưới 55 cân nhá. Em này 370 này, dáng quá đẹp luôn. Mã số là 293. Đấy, đấy. Chị kiện vào trước trước này. Trô, bọn này là thiền dòng thể thao, nhẹ lắm. Chồng như nào cân nặng tầm từ 63 đến 67 cân, dưới 67 cân của nam nhá. Em này siêu nhẹ, 300.000 thôi, mã là 986. 293 chị Ngọc Khánh Lê, 300.000 mã số 986 cho em nhé mọi nhá. Đó là Uniqlo này các bạn này, Made in Việt Nam này. À hôm trước có chị hỏi em nè, em trộn hàng Việt Nam vào đây đúng không? Em nói thật nhá, để mà có hàng Việt Nam mà trộn vào như này nhá, giá em phải bán ít nhất là tầm 600, không phải bán 300 được đâu. Giá người ta giao ra đã 400 rồi, 400 hơn rồi. Đây nó là hàng C của... 986 với chị Đỗ Thanh. Hàng C nhá mọi nhá, hàng C này hàng C của Hàn. Những cái hàng mọi người biết hàng xuất Hàn của Việt Nam chưa? Những nhà máy xuất Hàn ấy, nó sẽ xuất ra container của Hàn, xong người Hàn sẽ sử dụng mua về. Thì em mới mua được với giá, bây giờ em bán cho mọi người con Uniqlo này 350 chẳng hạn. Chứ thật sự mọi người cứ mua hàng xuất ở Việt Nam thôi, giá giao xỉ mà lấy theo gì nhá. Bốn mấy rồi, đừng nói là trộn được vào, không có đâu. Em này các bà cân nặng 48-55 cân nhá, hàng Uniqlo cho em này. Mức giá của em này là 350, mã là 146. 350, mã 146 nhá. Nhiều lúc mà đừng đổ tiếng xấu cho em, bởi vì sao? Trong cái kiện hàn nó có cái gì này, cái đấy. Nam cho em nhé mọi nhá. Chồng bà nào có cân nặng 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân của nam cho em nhá. Em này mức giá của nó 60-65 cân nhá. Mức giá của nó là 350 của nam nhá. Mã số là 870. 350 mà 870. 146 chị Nguyễn Thanh. Chỉ có hàng si giá nó mới như thế này thôi. Một con paca xịt quá. Chứ còn kể cả trộn hàng Việt Nam vào thì giá nó cũng phải trên trời luôn ấy. Ít nhất giá bán ra phải tầm đầu năm, lãi phải 50.000 một con. Đấy, paca nam 60-65 cân, con này đẹp chưa? 60-65 cân nhá. Này, con 870 chị 10 đoàn. Em này mức giá của nó là 500.000 nhá. Chồng chị nào mua cho chồng đi, đảm bảo đẹp luôn. Mã là 423, tặng được. 423 cho em này. Lì vai nhá mọi người, mà em pha lông vũ để lì vai. Con này có thể tháo tay ra được này. Ủi cái tag mark của nó khủng khiếp quá. Nhìn cái mark này có thể thấy khủng khiếp, là size S của nữ nhá mọi người, là của lì vai. 40 cái đấy. 423 chị cà bấu. 40 50 cân của nữ, hàng của lì vai nhá, đẹp quá. Dưới 50 cân nhá mọi người, size S này. Em này 400.000 hàng của lì vai xịt luôn, mã số là 504. 504 cho em. Tiếp theo nhá. Ui mẹ ơi, cuộc đời tôi lấy con áo đẹp vãi trưởng. Con này chắc chắn của bạn Yuli rồi. Lông vũ siêu nhẹ nhá, 100% luôn. Đẹp vãi trưởng luôn, chắc size S luôn, cổ tròn. Em mặc chật rồi, 40-48 cân rồi. 504 chị Julie. Cúc bấm nhá, cổ tròn 40-48 cân, size S, XS thôi. Rồi 48 cân nhá. 307 ạ, mã số là 556 đây. Đẹp cực. Cái chất này của sờ về biết là của hãng gì luôn. Mã số là 556 cho em nhé. Tiếp theo này mọi người đây, size 55 của nữ, cổ tròn kéo khóa này. Cái dáng này đẹp quá. Size S thôi mọi người nhé. 45-50 cân. 556 chị Phùng Thị Hương. 40-48 cân thôi bé. Tôi dạo này tôi to quá. Eo đàng hoàng luôn. Size S nhá, dưới 48 cân thôi. 43-48 cân nhé. 370, mã là 242 kéo khóa nhé. 370 với nhìn mã số là 242.
đây mới là dòng em thích này, hàng Tripad nhá. Dòng này là dòng chuyên leo núi thể thao. Mọi người có thể tập, mặc đi tập nhá, mặc đi chạy hoặc mặc vận động rất là xịn luôn. Size 95. Nó có phối mỉ ở đây này mọi người này. Thế nên là rất là tiện luôn. 53 đến 60 cân, không đẹp không lấy tiền, nhớ nhớ là như thế. Dưới 60 cân nhá. 370, mã số là 545. 370 mã số là 545 cho em này. 370 cho chị, số là 545 cho em này. Tiếp theo, bà nào cần phao béo màu trắng này. Size L nhá, hàng spao. Phao béo màu trắng của nữ nhá, 55 đến 60 cân, xinh quá. Chị nào thích mặc oversize cứ lấy thôi ạ. 55 đến 60 cân phao béo của nữ nhá. Em này mức giá của 300 màu trắng tinh, mã số là 313. 300.000 mã số là 313. 545 cho chị, Tuấn Hoàng. 313 cho em nhé mọi người nhá. Chị nào cần áo siêu nhẹ hàng đánh gôn của nữ không? Hàng của Lee Dong Gun này. Nhẹ khủng khiếp luôn. Chị nào cần nhẹ thì lấy nhá, hàng đánh gôn của nó là rất xịn luôn. Nói chung là giới có tiền họ mặc sẽ rất là khác mọi người ạ. Em này các chị 57 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Mức giá của em này là 300, mã số em này là 324. 300.000 mã số là 324 cho em nhá. 80 cân tôi sợ không có đâu. Với em phao lông vũ này, rất là nhẹ nhá, của Nam cho em, hàng hàng hiệu này. Pin poly cho em này. Hàng này hàng xịn này, mọi người có xuất giá ra được đấy. Size 100 của Nam nhá mọi người nhá. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân của Nam. Dưới 70 cân của Nam nhá, 70 cân của Nam quay đầu mặc đẹp cho em này. Rất là nhẹ luôn. Em này mức giá của 450, nó là hàng hiệu nên sẽ bán dâng lên. Mã số là 956. 956. Mọi người mua hàng season mọi người sẽ phân biệt, à con này là hàng xịn này. Về lên mưa đi mua những con hàng của mình lên, một phát lên Google search là biết sản phẩm như nào luôn. Đào cái Google, đào app Google về, chỉ cần chụp ảnh lên nó sẽ hiện ra. Em này các chị có cân nặng 55-62 cân. Dưới 62 cân nhá. Em này mức giá của 350, lông vũ ạ, mã là 929. 350 mã 929. Chứ nó không nói dối chứ được. Con này nhá, chất của nó là lông vũ này. Nó là chất của nó như là chất sao nhỉ? Bên ngoài của nó như là kaki mọi người, bên trong của nó là trần lông vũ này. Cổ tròn nhá mọi người nhá. Chỉ là size 55 đến 60 cân, size L cho em nhá. 55 đến 60 cân lông vũ nhá, dưới 60 cân ạ. 350, mã là 280. 350, mã số là 280 cho em này. Tiếp theo mọi người ơi, 929 cho chị Phương Lưu. Mọi em phao trần nhé, cái hãng này nó là phao trần bông. Giống như Uniqlo vậy, nhưng mà cái này nó trần bông, nó bông của nó là bông cao cấp, không bị xô một tí nào. Rất là nhẹ luôn. Bà nào không thích mặc lông vũ thì lấy con này, size L cho em. 55-60 cân, vừa nhẹ vừa đẹp luôn. Không nhất thiết phải lông vũ đâu, nhưng con này đẹp lắm, dưới 60 cân nhá. Đường may rồi các thứ rất ngon. Em này 350, mã là 8861 cho em này. Mọi người lấy con này xong mọi người sẽ trả thân thiện thật em Yuli nữa. 861 cho em này. 861 cho em nhé mọi người ơi. Nhiều quá, không biết bắt đầu từ đâu. Tiếp theo, siêu nhẹ dáng dài của nữ, size XL. Cô con này bé lắm mà. 861 cho chị Hoa Nguyễn Thị Thu. Em này 47, 50 cân thôi, dưới 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp thôi, bé em không mặc vừa đâu. Em này mức giá của nó là 350 nhá, mã là 292. 350, mã số là 292 cho em này. Một em pha thể thao của Nam nhá mọi người nhé. Con này thì ấm đại hàn luôn. Em thề mọi người luôn nhé. Nếu mà bây giờ thì cứ lên mã đi ạ. Có thể bây giờ nó chưa quá lạnh nhé. Đến lúc mà nó lạnh sâu một phát mọi người đi tranh nhau đi vô phao ấy. Trời ơi, năm ngoái nhớ nghìn mắt, không tranh nổi luôn. Đây, như con như này, một trong tích tắc là đi hết luôn. 60, 65 đến 68 cân, dưới 68 cân của Nam, rất ấm nhá. Dưới 68 cân của Nam nhá, 400 nghìn, mã là 574. 400k, mã số là 574 nha em nhá mọi người nhá. Tiếp theo mọi người ơi, có chị nào có mẹ không? Con này là của Nike nhá mọi nhá. Nữ. Hàng lông vũ của Nike này. Lông vũ của Nike nhá mọi nhá. Mát đấy nha, size gì đây? 574 chị Nguyễn Thị Nụ.
Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 cho đến 60 cân nhé. Hàng size L của nữ này, hàng Nike nhé. Dưới 60 cân ạ. Em này 380 nhé. Tay của nó phối có cái này ấm lắm. Mã số em này là mã 207. 380 mã số là 207 cho em này. 380 thì là 27. Mà em lông vũ của Nam rất đẹp nhưng con này mất mũ rồi. Size này các chồng chị nào 65 đến 70 cân em lấy 200 nghìn nữa này. Ấm. Xịn mà. 65 đến 68 cân của Nam nhé. Dưới 68 cân của Nam em lấy 200 nghìn thôi, không mũ nhé. Mã là 334. Lông vũ ạ. À. Mẹ 52, bố 62 cân có không sâu à? Không biết. Ôi dồi ôi, con phao Nam tuyệt vời. 207 cho chị Phương Hiếu. Giả như sơ mi nhưng nó là phao lông vũ siêu nhẹ nhá. Có cổ này, size 105. Chồng bà nào mà trẻ xoái ca lấy con này màu đẹp. Form đẹp luôn. 70-75 cân của Nam. Các khách mới bao nhiêu tiền? 334 chị Huyền Bùi. 70-75 cân của Nam nhá. Em này 370 nhá. Từ dáng này không có đâu. Mã số 181 của Nam nhá. Mã 181 cho em này. 181 cho em. 181 ạ. Nhiều cái dáng chưa biết lên như nào. Tiếp theo của em lông vũ siêu nhẹ của bomber của nữ. Lông vũ siêu nhẹ em ạ ơi. Cho chị Long Lanh. Con này mặc hai mặt được luôn ạ. Các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân này. Nhẹ lắm. 1 gram. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 370 nhá. Mã số em này là 136 này. 370.000 mã số là 136 cho em nhá. Một em áo phao trần mỏng nhẹ của cây Wish size 90. Cái này em tính cho mọi người là áo gió nhá, mặc nhẹ tênh luôn ấy, size 90. 45 đến 50 cân. Lấy 200.000 thôi. Mất tiền rồi á. 45 đến 50 cân. Có mỗi chị ấy mất tiền thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân cái quýt này. Em này tính là áo gió nhá. 200.000, mã là 891. 200k mã số là 891 cho em. Cô lên mã đi thôi tại vì chị bị chậm đấy. 136 chị Linh Diệu. Mà em phao bóng nhá, con này của Kit này, size 160 của Kit. Người lớn mặc được ạ. Kit này lấy mọi người 200 nhá. À mọi người mai có phao lông vũ của trẻ con ấy, lô gọi là chót luôn. Gần như là cuối. Em này nhá, 50 cho đến 50 là 40 45 đến 52 cân của trẻ con nhá. Lau lông vũ của em lấy mọi người 200.000 thôi. Của trẻ con nhưng người lớn mặc được. 200.000 mã là 580. 200.000 mã số là 580 phao Nam đấy các bà ơi. Size 95 của Nam. Đẹp chưa? 60 65 cân nhá. Của Nam. Dưới 65 cân của Nam nhá. 350, mã số là 206. Màu 18 xanh. 350 mã là 206 cho em này. Lông vũ siêu nhẹ. 580 nói chị, 2 cao. Lông vũ siêu nhẹ của nữ nhá. 2 cao hay mới móc số điện thoại để chị. Mai lai tối nhé. Ok. Bạn Hiền Đàm này hình như ở Vĩnh Phúc sao nhỉ? Nữ nhá, có cân nặng 60-65 cân lông vũ này. 60-65 cân nhá, có mũ này, chỗ này của nó là da xịn lên. Em này có giá của 300.000, mã số là 519 này. 100 của nữ nhá, bản gốc không mũ đâu. Ôi, này xịn này. 60 đến 65 cân của nữ. 519 cho chị Liên Phạm. Ôi đẹp quá này, to bóng nhá. 60 65 cân của nữ nhá. Dưới 65 cân của nữ cho em này. Mức giá của em này là 350, mã là 957. Chất rất xịn. 957 cho em nhá. 350 mã 957. Con này biết ngay là của Pina. Biết ngay là con này là to sâu của Pina, rất xịn luôn. Nhìn qua quả ra thấy các bà size L có cửa. Size 95 này. 53 57 cân con này nhá. Con này 10 điểm luôn. Một tấm một từ lâu lắm rồi sao chị cứ đây này. 957 cho chị Diện Nguyễn.
10 điểm luôn. Mũ khối lông thật nhá. 53 57 cân. Phao của Pila nhá mọi nhá. Mức giá của em này là 400.000, mã số là 230. Các bạn không lấy để em màu đồng luôn. Mũ phao đẹp quá. Mũ lông xịn luôn nha mọi người. Ui, hàng xịn của AB Plus này. Con này các shop phải bán 1.2 triệu. Xịn quá. Em này 47-53 cân nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp này. Dưới 53 cân nhá. Em này 450 thôi. Hàng lông vũ xịn. Mã số là 497. 497 nhìn đã thấy đi, chất bao xịn rồi, giống châu Âu ơi, giống châu Âu, hàng của Lis này. Con này cũng là hiệu luôn, size nhỏ nhá mọi người. Màu đẹp thế, màu đẹp, kiểu đẹp, form rất đẹp. Đấy, ấm chưa? Bài nào 55-60 cân lấy em, lấy đi, nghe em. 55-60 cân nhá, em này mức giá của 370, lấy đi. Không có con khác đâu, mã số là 176 đây. 497, các chị Vũ Huyền Trang. Ui đẹp quá, đẹp quá. Size M của nữ nè. Áo trẻ em mai em khui lúc 8:15 tối nhá, 8:30 đi. Chị lên 8:30 cho chuẩn. Chị nào cân nặng tầm từ 50 cho đến 57 cân. Mỗi huyền trang anh mới mong địa chỉ ạ. 50 57 cân của nữ nhá, dưới 57 cân này. Hương ơi, còn chỗ này này. Còn chỗ này. Em này em lấy mọi người 450 nhá. Mã số là 139. 176 chị Hoa Nguyễn Thị Thu. 450 mã 139 cho em này. Vũ Quỳnh Trang inbox địa chỉ ạ. Nào lên mọi em đại hàng, đại hàng. Đây này nhá, khối lông này mọi người, mũ lông của nó này. Size 66 cho em nhá. Ôi giời ơi. Con này mà 350.000 cho lấy con ơi. Ấm vãi chưởng. 53-60 cân cho em nhá. Mức giá của em này là 350. Nhanh lên, mã số là 443. 443 cho em này. Theo nhá mọi người. Nam size to đây, bà nào có chồng size 90 cân đâu. 90 cân của nam đây. Chị nào nhỉ? Đây. 90 cân, 80-90 cân mà ok nhá. 350 này. Chứa 90 cân nhá. Mã là 567. 350 mã 567 có duy nhất một con luôn. 350 mã số là 567. 443 chị Huyền Đặng. Nêu nó lên với em phong ngắn nhá. Con này thì chất luôn. Lông vũ các bạn ạ. Đẹp vãi chưởng luôn. Còn Macca không em à? Ôi, Macca, Macca, Macca còn. Size S cho em nhé mọi nhá. Bà nào có cân nặng tầm 45-50 cân. Đẹp quá chưa? Ấm lắm luôn đấy. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 370 thôi. Mã số là 374. 370 mã số là 374. Đấy đi, không có đâu nha. Của em lông vũ màu xanh nhá mọi nhá. Size L của nữ. Màu rêu đấy. Con này gọi là màu xanh min size L này. Em này các chị có cân nặng tầm 55-60 cân nhá. Khoan ngắn nhá. 374 chị Hương Vũ. 55-60 cân này. Em này 370 ạ. Mã số là 962. 370.000 mã số là 962 này. Tiếp theo một em của nam rất là xịn luôn. Con này đẹp quá mà mất mũ rồi mọi người ơi. Mất mũ nhá. Chồng thì áo tay to. Nam có cân nặng tầm từ 65 cho đến 70 cân của nam. Dưới 70 cân của nam nhé. Mất mũ này mức giá là 200.000. Mã số em này là 343. 962 chị Tạ Thu Hà. 200.000 mã số là 343 cho em nhá. Đây chị nào cần cổ lông thật ạ. Mọi người tiên với chất lượng mọi người phải lấy con phao như này. Nó cổ khối lông thật cho em nhé. Hai lớp này. Chút nhé. Cổ là khối lông thật đấy mọi người ạ. Các chị nhá. Chị nào mua cho mẹ cũng được luôn ạ. 60-65 cân. 60-65 cân các cô nhá. Nhìn sang á. Cái này thêm tay vào thì quá đẹp luôn. 350 mã là 441. 350 mã số là 441 cho em. Nguyễn Anh mới inbox số điện thoại địa chỉ ạ. Phao nam.
Má ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Lông vũ nhá mọi nhá, hai lớp. Cổ nó là như này. Chồng bà xem nào, xem sao như này. Em đỡ phải cởi ra. Logo của nó trong toàn bộ là logo của thương hiệu luôn. Chồng chị nào có cân nặng 73-78 cân của nam. Hai lớp nhá, cổ rất là men luôn. Dưới 78 cân nhá. Em này 370 dưới 78 cân, mã số là 525. Đẹp lắm, toàn bộ lót có lụa và có logo thương hiệu luôn. Dưới 78 cân mã là 575. Nam tiếp này mọi người ơi, bản gốc của nó không ngũ đâu nhá. Chồng thì nào cân nặng tầm gì? Nam có cân nặng tầm từ 64 cho đến 67 cân của nam cho em. Dưới 67 cân của nam nhá. 350 mã là 204. 350 mã số là 204. Là 204 cho em nhé. 525 chị Hải Trần. Một em phao nữ này mọi người ơi, size 90 thôi. Phao Trần siêu nhẹ. Cái này các chị nữ có cân nặng dưới 52 cân thôi. 47, 52 cân của nữ nhá. Dưới 52 cân này, phao trần của nữ này. Em lấy mọi người 350 nhá. 350 ạ, mã số là 528. 350, mã số là 528. 350, mã số là 528. Sao lại em ơi. Con này của nữ rất là đẹp luôn này. Size 105 của nữ. Size to hẳn luôn đấy. 65 đến 70 cân nhá. Ui, cái chị nào 70 cân lấy con này đẹp quá này. Mất mũ là lấy 200 thôi. 70 cân quay đầu nhá, 65 đến 70 cân. Lốc vũ đấy ạ, em này 200 nghìn nhá, mã là 212. 200 nghìn mã số là 212 cho em. Cái này bao. Bao xịn như này. Lông vũ nhá mọi người nhá, màu trắng dáng crop top đây này. Trời ơi, cái bà nó S và M mà con này quá đẹp luôn. Dưới 55 cân, hai lớp quá nhá. Đẹp nhờ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân này, trắng tinh. Lông vũ nhá. 370 thôi, mã số em này là 462. Đẹp chưa? 370.000 mã 462 cho em. 370 mã 462 cho em. Con màu trắng tiếp này mọi người này. Trắng tốt tột tôm, con này cũng trắng nhá mọi người nhá, size 66. Đẹp quá, 53 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân màu trắng này. Mặc lên cũng rất là xinh luôn đấy. Em này mức giá của nó 350, mã là 881 này. 350, mã số là 881 thế này. Con tắc ca trắng này thì có đốn tim mọi người không? Tắc ca trắng tinh này. Size 85, hàng sport. Em lấy. Chị nào cân nặng tầm 50. 50 đến 60 cân con này nhá. Em lấy 500 cho chị Tuyết hết. 500 nghìn thôi mọi người ạ. Xịn lắm. 500 nghìn thôi. Dưới 60 cân nhá. 500 nghìn mã số là 323. 500 nghìn mã 323. Đây mọi người nhìn đi. Tuyệt hẳn nhá. 500 nghìn mã 323 cho em này. Con này một em phao của Kit nhá mọi nhá. Nhưng mà người lớn mặc được. Chị nào cân nặng 40-50 cân hàng lông vũ của nữ nhá. 212 chị Lý Trần. 40-50 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó là 250. Của Kit ấy, nhưng người lớn mặc được. Mã số là 159. Mã 159. 323 chị Bích Cường. Hàng của Italy này các bạn. Nhìn chưa. Nói chung chất lượng tiêu chuẩn Italy thì thôi không phải bàn nhá. Kinh đô thời trang này. Con này tay của khối len nhá. Chất luôn. Ấm dã man luôn. 55 đến 60 cân, hàng Italy nhá, xịn sò luôn. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350. Tay phối len sợi lông cừu. Mã số này là 221. 221 cho em này. Paka. Ôi. Paka đỉnh của chóp. Đỉnh của đỉnh này. Chồng bà size to nhá. Ôi, hàng của Mỹ ạ. À.
70 K trên 1m75 đã nhá. Có cân nặng 70-76 cân. Dưới 76 cân của nam em nhá. 72-76 cân. Dưới 76 cân của nam nhá. Em này 500 nghìn mới cứng luôn ý. Mà số là 316 này. Dưới 76-77 cân. 316 cho em nhá. 316 cho em. Tiếp tục này. Cái này em phao của nữ nhá. Hàng của Adidas size 90. Tay của nó là phối len. Thân của nó là công lông vũ siêu nhẹ Adidas này. Ui đẹp quá. Con này mà size 95 là em quốc ngay. Vừa đây thì chiều nay tìm chị bạn Phong. Chiều nay tìm mỏi mắt không được con nào. Về nhà mình có ưng con này không? Em này nhá, dưới 52 cân của nữ nhá, size 90, 47-52 cân nhá. Em này về mức giá của nó 400 nhá. Các bà không lấy tôi cũng để tạm mặc vậy. Xịn sò, mã số là 853. Chiều nay đi mua. Đi tìm mỏi mắt không được một con nào luôn á. Hàng của Lico Squid na nữ. Bọn Lico Squid nữ này size M cho em nhé. Bản gốc không mũ luôn này. Hàng hiệu này. Trời ơi, có 400 nghìn. 853 chị Đài Trang Nguyễn. Ở Đài Trang Nguyễn này mấy con rất xinh luôn. Em này 53-60 cân nhá. Dưới 60 cân hàng của Lico Squid này. Em này 400 nghìn nhá. Mã số em này là 489 này. Lico Squid. Chị nào biết hàng Italy rồi, thương hiệu 400 nghìn. 400k nha. Em này là một em phao nhẹ nhá, của nữ cho em. Cổ của nó làm theo kiểu jacket nhá, phao bóng hết. Nhẹ thôi. Cái này các chị size M 48-53 cân nhá. Dưới 53 cân này, nhìn chơi lắm luôn. Nhẹ lắm luôn ấy, lông vũ siêu nhẹ. Em này có giá 300 nghìn thôi. Mã là 238 này. Size M 238, 300, phao bóng. 489 cho chị Phạm Ngọc Mai. Cái của người lớn size 90 này, nhẹ, trần bông, mũ là cuốn lông thật. Size 90 nhé, trần bông này. Chị nào cân nặng tầm 45-52 cân của nữ nhé, dưới 52 cân này. Em này lấy 350. Nó là kiểu như bắc trao rồi. Mã số là 571, 350. Mã số là 571, 350. Mã số là 571 cho em này. Tiếp theo nha. Áo của nam size 105, size to của nam này. 105 của nam nhá. 68-73 cân của nam. 71 cho chị Mai Anh. Không, 70-75 cân đấy, 75 cân đấy. 75 cân của nam nhá mọi nhá. Em này 350, mã là 163. 350 mã 163 cho em. Tiếp theo em size L nữa này. Hàng lông vũ nhá, có đai. Con này bà nào cũng không to như tôi. Ô, mọi người ơi, béo mặc đồ thể thao rất đẹp luôn. Gầy là đẹp hơn. Con này có đai nhá. Em này 57-63 cân. Nhá. 57-63 cân của nữ nhá. Dưới 63 cân này lông vũ nhá. 350, mã là 963. 350, mã 963. Nhẹ tay luôn. 350, mã 963 cho em này. Tiếp tục, tiếp tục. Em size 66 của nữ nhá, hàng lông vũ. Xám phối với hồng. Ui. Có một con baka rất đẹp. Vẫn chưa lên. Em này các chị size tầm 50-60 cân nhá. Lông vũ của nữ nhá. 50-60 cân ạ, à, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 370 ạ, à, cực kỳ đẹp luôn. Mã số em này là 222, màu hồng bên trong nhá. 370 222, đây rồi các bạn ơi. À, em của em 963 chị Tuyết Phạm. Em này là của Polo Red Oren nhá mọi nhá. Nam. Hàng Polo Red Oren nhá. Polo Red Oren này bé nha chị Áo, cân nặng 50-55 cân, bé trai nhá. Các bé trai các chị 50-55 cân nhá. Hàng của Polo Red Oren em lấy 220 nhá, dưới 55 cân. Mã số này là 941. 941 Polo Red Oren. 941 cho em này. Siêu nhẹ. Siêu nhẹ này của nữ.
nhé mọi nhá. Khóa kéo ngang này, size 95. Cổ có mũ lông nhá. À, cổ có mũ này, kéo khóa là dấu mũ bên trong này. À, nữ size 70 cân lông trâu. Có, vừa lấy size mấy con, lai mấy con. Em này size bé rồi. Em này các bà 48 đến 53 cân thôi. Này 941 cho chị Phạm. 4853 cân nhá. Em này 370 ạ. Mã số là 572. 370 mã 572 luôn cho chết. Đây nè. Xem con này. Con này tôi bán 500.000 rất tiếc lắm. Con hàng size 90 của nữ. 572 á chị Linh Anh. Tôi bán 500.000 với tiếc lắm. Đẹp quá mà luôn ý. Em này 48 đến 58 cân. Dưới 58 cân nhá. Em này xin thêm 50.000 nhá. Cho cháu cái cỗ cho chị nhá. 550, mã số em này là 587. 550 mã 587. Chưa size XS nhá. Này con này giao xỉ phải 780-800 này. Cái này này. Còn Việt Nam xuất khẩu ấy. XS ạ, 40-48 cân. Bé lắm. 40-48 cân nhá, rồi 48 cân này. Em này lấy 450 nhá. Mã số em này là 187. 450, mã 187. Chắc là còn chứ. Còn con bác cào mang lên cho các chị thưởng thức bớt đi em ơi. Size L của Nam này. Ui, lông vũ của Nam nhá. Chồng thì nào vẫn là 65-70 của Nam. Bon bon. Dưới 70 cân của Nam cho em nhá. Đẹp quá. Em này em lấy mọi người mức giá của là 380. Hàng lông vũ của Nam. Mã số là 394. 394 đây. Cái này là bo gấu nhá mọi người nhá. Size 90. Nhìn mà bo gấu của nó rất đẹp. Cái chất của nó ấy không thể chê được. Không chê một điểm nào luôn. Hôm trước tôi inbox con này. Con này như này, như lông của nó như này. Nên là nó không kéo khóa, nó là cúc. Người biết bao nhiêu? Chị ơi, con này của chị 1,2 triệu nhá. Rẻ nhất rồi đấy. Đấy là hàng xin nha. Em này 50-60 cân nhá, đẹp chưa? 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Quá đẹp luôn ạ. Em này 400.000, mã số là 432. 400k mã 432. Chị ấy chắc không trả. Chị ấy xem người có xả không? 394 chị làm thu. Mấy em phao lông vũ nhá. Nữ có cân nặng tầm từ 57-65 cân này. Màu quá đẹp luôn. Dưới 65 cân nhá, hàng lông vũ cho em ạ. 360. Mã số em này là 265. 360.000 mã số là 265. Đây này. Bà nào cần cho nam thì lấy con này đi. Đẹp vãi trưởng luôn nè. Mua mà mặc đôi. 32 cho chị Nguyễn Vân. Hai vợ chồng đi ra đường nhìn là biết là không lạc nhau rồi. Size 100 của Nam nhé. 265 cho chị Hiền Đàm. Đẹp quá. Đẹp khủng khiếp luôn. Nhân Vân chuẩn đầu luôn đấy. 70-75 cân của Nam. Dưới 75 cân của Nam nhé. 75 cân của Nam quay đầu mặc đẹp ạ. Em này 500 ạ. Mã là 558. 500.000 mã là 558. Màu rêu bên ngoài. Nói chung các bạn cầm con này về các bạn thì khát rồi. Đẹp quá. Mấy em pakka tiếp này, lông vũ nhé bạn nhé. Nam. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ 73-77 cân. Dưới 77 cân nhá. 558 chị Long Lanh. Dưới 77 cân nhá. Em này mức giá của nó cũng là 500.000 nhá. Đẹp lắm, xịn trò. 500.000 mã là 180. Tiếp theo mọi người ơi. Nên mà em này của nữ size medium nhé bạn nhé. Con này của nó là cổ lông, không có mũ. Bản gốc là không có mũ, nó chỉ có cổ lông thôi. Nữ cho em nhé, học em nhé. Nữ cân nặng tầm 60-65 cân. 60-65 cân của nữ lông vũ nhé. Em này mức giá của nó là 300. Ôi con này. Sorry mọi người nha. Nữ
Em này mức giá của nó là 360, mã số là 469 cho em này. Cổ khối lông đã này. Con trắng nào? Này á. Con trắng này nó là siêu nhẹ rất đẹp nhưng mà nó là hàng đánh gôn. 180 cho chị Linh Diệu. Hàng của Eli nhá mọi nhá. Mọi người đặt này đặt vừa rồi đấy. Nói chung là Ford cái con định lại 3 CD dự sự kiện thời trang của Eli này. Đánh gôn thôi. Bạn nào đi đánh gôn không? Dáng như váy luôn này. Size 90. 55 cân thôi. Linh Diệu hay mấy bao kệ chỉ để chút kia ạ. Thần kinh. Như váy thôi, cái này phải mặc với váy đi đánh gôn thôi. Chị nào đánh gôn thì lấy thôi. 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhé. Em lấy 300.000, mã số là 9935. Hàng đánh gôn. 469 cho chị Tuyết Bùi. Đẹp không phù hợp với Việt Nam mình nha. Tích tích này mọi người, sao nam. Phòng của Mai không trước đâu, chị cái mới đúng không? Đích kích của Nam này. Chồng chị nào cân nặng 63, 68 cân, dưới 68 cân của Nam, lông vũ của đích kích nhé mọi nhá. Em này mức giá 400.000, mã số là 431. 400.000, mã 431 cho em. 431 siêu nhẹ. Của nữ hàng Ocean nhá. Con này xịn quá. Con này em là mặc vừa. Lông vũ siêu nhẹ nhé mọi người ơi. 60, 65 cân. 31 cho chị Tuyết hết. Có nước đây cho chị Tuyết. 60, 65 cân nhé. Dưới 65 cân này. Mức giá của em này là 350. Lông vũ siêu nhẹ nhé. Má là 550. Tuyết hết em mới bóc địa chỉ đấy ạ. Người đã chút nhé cho em. Uống tí nước đã. Em vừa ghét OOC nhá, và đây cũng là hàng cao cấp của nó đấy, lông vũ nhá mọi anh nhá. Size nhỏ nha em. Em này các chị size tầm từ 47 đến 50 cân. 550 cho chị Mai Quyên Lương. Này, 50 cân quay đầu thôi, ấm lắm. 47 50 cân nhá, 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này, mức giá của em này là 350, mã số là 954. 350 mã 954. Đẹp quá. Em pha crop top của nữ. Pha crop top của nữ nhé mọi nhé. Size S ạ. Em này 300 nữ trong trần thôi. Em này 47, 52 cân. Chị 47, 52 cân nhé. 52 cân quay đầu mặc đẹp này. Mức giá của em này là 300.000, mã số là 543. Tiếp theo nhé mọi người ơi, đẹp quá này. 57 đến 63 cân nhé, lông vũ này. 57 đến 63 cân nhé, dưới 63 cân này. Mức giá của em này là 350 lông vũ nhá. Nhẹ lắm, mã số là 302. 350 mã số là 302 nha. 543 chị Thảo. Đẹp quá mà chữ của nó hơi lứt hay là kiểu nó vậy không biết nữa. XS nhá, cái chữ này nó hơi lứt một chút rồi. Không biết là kiểu của nó lứt hay là chữ nó lứt đó. Cứ bán rẻ luôn nhé. XS cho em là 40-48 cân. Chữ ở đây nó là kiểu chữ lứt hay sao. Lấy mọi người 150 nhá. Lông vũ đẹp lắm, 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. Chữ này hơi lứt nhẹ này. Nhưng mà nó không biết là kiểu giống như Givenchy hay là nó bị lứt nữa. Nên lấy 150 thôi. Mã số là 505. Đây. Để xem con bác cả. Ui mà em phao xịn sầu La Phum này các bà ơi. Size 105 của La Phum nhé mọi ơi. 505 cho chị Hương Vũ. Hiệu nè. Nam có cân nặng tầm từ 70-75 cân của Nam. Siêu đẹp luôn, dưới 75 cân của Nam nhá. La Phum này em lấy mọi người mức giá của nó đáng nhẽ phải đến 450 đấy. Lông vũ của nó 100% luôn, xịn. Mức giá em này em lấy mọi người 380, mã là 477. Em xin hút đấy. 380, mã 477. Cái sản lông mình lẫn chẳng. Hôm nay có mọi người đỡ nhau, đẹp quá.
này nhá. Nam cho em ạ. Chồng thì cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân, dưới 63 cân của nam nhá. Lông vũ siêu nhẹ ạ. 350, mã là 981. 350, mã 981 cho em ạ. Con sao nam này xịn quá. Con này cái phần mũ nó có thể giấu đi được nhé mọi nhé, nó không có mũ. Bản này mất mũ nhưng mà rất là con trẻ con vào số này tối mai chị ơi. Size to cho em này. Bản này nhá, mất mũ nhưng mà rất là lịch sự luôn, ý là cái giấu được cái phần mũ đi rồi ấy. Đẹp lắm. Mất mũ lấy 250 con này thôi. Con này rất là đẹp luôn. Triệu Hồi chồng bà nào cân nặng 80-90 cân nhá. 90 cân con này là rất đẹp luôn. Hàng của Nepa, hàng hiệu thể thao. 90 cân quay đầu. 90 cân quay đầu nhá. 250, mất mũ nhưng mà rất lịch sự luôn. Nó có dấu cái mũ này. 250, mã số là 335. 250, mã số là 335 cho em này. Siêu nhẹ của nữ nhá mọi nhá. Con này mất mũ tiếp này, của nữ siêu nhẹ nhá. Mất mũ em lấy mọi người 200 nghìn thôi. 55 đến 60 cân siêu nhẹ nhá, dưới 60 cân ạ. Mức giá của em này là 200 nghìn, mã là 429. 200 nghìn, mã là 429 cho em này. Không ngủ sao? Rồi, con siêu nhẹ đẹp quá. Cái cổ nó bị làm sao rồi? Bà nào chấp nhận được cái này lấy tôi bán rẻ cho nha. Về sửa xèo một cái là xong thôi. Em đi sửa cũng được thôi. Nhưng em sửa xong em bán 350, không sửa lấy cho mọi người mất giá. Sửa này chỉ mất 30 thôi ấy. 70-75 cân nhé, dưới 75 cân này. Ở cổ nó có một lỗi thế, nó cũng siêu nhẹ nhá. 250, mã là 328 này. 42 chứ chịu Huệ Việt Thị. Đã tích lỗi ở cổ nhá. Ê ôi, cái chất này xịn quá. Con này là của châu Âu chắc rồi, nhìn cái chất này là biết rồi. Nhẹ lắm. Size S cho em nhé. Nói chung là hàng xịn hẳn luôn. Cao nhũ, size S cho em. 47-50 cân. 328 chị Bi Bó Phương. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 100. 350, mã 100 cho em. 350, mã 100 cho em nhá. Fila của nữ này. Cả biết nữ hay nam nữa. Mấy em hàng hiệu của Fila nhá các bạn nhá. Fila nam. Chồng thì áo cân nặng 65-70 cân. 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này 70 cân quay đầu mặc đẹp. Mức giá của em này là 350, hàng của Fila nhá, mã là 339. 100 cho chị Hiền Nguyễn. Mấy em phao trần của nữ nhá. Đáng con đẹp lắm, phao trần không. Dòng đi tuyết nhé mọi nha. Ấm lắm luôn. Tay to. Tay 110. 73 trên 78 cân của nam. Dưới 78 cân của nam nhé. 78 cân quay đầu mặt đẹp cho em này. Mức giá của em này là 400 nhé. Mã số là 284. 400k mã số là 284. Còn một con bắt ca xịn sò nha. Đẹp chưa? Hai tám tư chị Lan Nguyễn. Đẹp quá luôn. Nữ nhá, có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp của nữ này. Con này em lấy mọi người 400 nghìn nhanh tay lên. Mã số em này là 380. 380 nha em. 380. Một em pha siêu nhẹ. Hàng của nữ nhé, hàng châu Âu này.
Nữ cho em size 100 ạ, 60-65 cân của nữ này. Lông cũng siêu nhẹ nhé. Số này ít siêu nhẹ, số sau nhiều siêu nhẹ hơn chị Thu Minh ạ. Em này 60-65 cân nhá, 350, mã số là 485. 350, mã 485 nha em này. Một em pha trần của nam nhé mọi nhá. Pha nhận siêu nhẹ trần của nam. Chồng thì áo cân nặng tầm từ 60-65 cân của nam. Dưới 65 cân của nam nhá. Em này em lấy một người 300 nghìn thôi pha trần ạ. Em này mã số em này là 960. 300 nghìn mã số là 960. 300k mã 960. Ôi má ơi. Ủa lớn của em áo gió này của nam này. Áo gió một lớp á. Xịn chưa? Đây là áo gió nhá mọi ơi. Năm nay em không làm được tí áo gió nào luôn đấy các bà. Vãi trưởng chưa? Con này nhập xỉ vào là 250 nhá. Hàng xi mọi người, hàng đếm. Em này nhá, 70-75 cân của nam, dưới 75 cân của nam nhá. Em lấy một người mức giá của nó là 220, mã số là 606 này, áo gió nam. 220 mã 606 thôi này. Buồn quá. 220 mã 606 của nam. Một con của nữ đỉnh chóp luôn. Size 77 à. Thấy chị Lăng bằng nhá. 606 chứ chị Hàng Nguyễn Thị Thu kìa. 606 chị Hàng Nguyễn Thị Thu. À đâu. Đúng rồi. 696 chị Hàng Nguyễn Thị Thu. Các chị có cân nặng tầm 57-63 cân nhé. Con này đẹp rất ấm. 57-63 cân nhé. Dưới 63 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 370 nhé. Mã số em này là 534. Chị cứ chốt mã đi đừng hỏi. Hỏi mất câu hỏi nữa vậy không. Cho giấy ra ngoài đi có 10 con. Nữ cho em nhé, mũ của nó phối lông thật này. Em này à, chị nào có cân nặng 60-65 cân nhé, mũ phối lông thật này. 60-65 cân nhé. Em này 350, mã số là 871 này. 350 mã 871 cho em này. Đây nè, có một con rất là xịn sò này. Và là cần con xịn đấy con này này. Đúng rồi, cả kiện. Mở một kiện ra được vài con siêu phẩm không ạ? Mở ăn 6 kiện mới được khoảng mấy chục con siêu phẩm. Ui con này xịn quá. Size 105 của nam. Mũ phối lông thật. Ấm lắm ạ. Chồng bà nào mà cứ đi công tác xa rồi đi đến nơi đại hàn. 87 chị lụa siêu. 75-80 cân của nam. Không, dưới 78 cân. 75-78. Dưới 78 cân của nam nhá. Em này mức giá của 500 này. Mã số là 359 này. 500.000 mã số là 359. 500k mã số là 359. 3k nè. 359 chị Hà Nguyễn Thị Thu. Size 95. Cái này nam nữ đều ok nhá. Em này chị chồng thì nào hoặc bản thân các chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân. Dưới 65 cân nhá. Em này có giá của 400 ạ. Mã số này là 969 này. 400k mã 969 nha này. Pha thể thao của nam nhé mọi người ơi. Con này nó dòng kiểu đi tuyết ấy, đeo núi ấy. Nhẹ. Ấm và nhẹ. Con này nữ mặc được ạ. Con trai nhà chị nào cân nặng tầm từ 53-57 cân, dưới 57 cân cộng với con trai của con gái đều ok. 53-57 cân. Em này mức giá của 350 nhá, mã là 474 này. 350 mã 474 nha. Chị Lăng bằng chuyển khoản này cho tiếp chị ơi, chị chốt được nhiều rồi ạ. Con này có đai đi kèm nhá mọi người. Pha trần nhá mọi em. Mai đừng giảm em nha. Chị là 60-65 cân nhá, có đai này.
474 chị Lăng bằng 60 mà... 65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này em lấy. Em lấy mọi người mức giá của nó là 300 nghìn và số là 126 này. 300k 126 này. Lông vũ nè. Hàng Para nhá. Em này nhá, 60 65 cân, đẹp chưa? 60 65 cân nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 350, mã là 888. 588 có không? Không có ạ. 58 đời. 58 luôn. Con này size S của nữ này, đại hàm nhá, hai lớp. Chị nào cân nặng tầm 47 đến 52 cân. Đẹp chưa? 47 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp này, mũ của nó khối lông thật nhá. Lông. Lông vũ ạ, 370, mã là 925. 370 nghìn mã 925 cho em. 370, mã số là 925 cho em này. Siêu nhẹ lông vũ nhá, size nhỏ cho em này. Nhẹ lông vũ 350 nhỏ thôi mọi người nha. 47 đến 50 cân ạ. Siêu nhẹ lông vũ nhá, dưới 50 cân ạ. 350, mã số em này là 301. 350, mã số là 301 cho em nhá. Con này là mấy em Trần này. Tính cho bà là áo gió rất là đẹp luôn. Tính là áo gió rất là đẹp. Tao Trần mình nhẹ không? 60, 65 cân nhé mọi người. Lấy 200 nghìn nhé mọi người nhé. Nhẹ thôi. 60, 65 cân của nữ nhá. 200 ạ, mã là 395. 301 chị Linh Lina 295 cho em này. 200 nghìn mã 295. Con này là con gì ạ? Con này là một em màu tím. Cái này size to. Mũ lông thật nhé mọi người nhé. Size hơi to này. Size 100 của nó cơ. Là các bà có cân nặng 60, 65 cân cơ. 60, trời 60, ồ, 70 cân vừa đấy. 60, 70 cân, dưới 70 cân nhá. Em này mức giá 300 nghìn thôi, mã số là 880. 295 cho chị Tuyết Bùi. 300 nghìn mã 880 cho em. Đây, em size nhỏ nhé mọi người. Lông vũ size S. Lông vũ siêu nhẹ luôn nhá mọi người nhá. 45 đến 50 cân này. Maximum 52 cân, 47, 52 cân, dưới 52 cân nhá. Bốn bảy đến năm hai cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã là 108. Màu trắng nhá, lông vũ siêu nhẹ này. Được chưa? Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 508. Lông vũ siêu nhẹ 350, mã là 508 em. 108 chị Huyền Trang đặng. Size XS màu đỏ này. XS không mọi người ạ, 40-48 cân nhé. 40-48 cân nhé. Dưới 48 cân quay đầu mặt đẹp này. Mức giá của em này là 350. Đẹp lắm, lông vũ siêu nhẹ, mã số là 382. 350, mã số là 382. 350, mã số là 382. Má ơi. Em size M siêu nhẹ này mọi người ơi, màu tím cam. Con này là phao trần siêu nhẹ thôi, size M cho em nhá. Em lấy 300 nghìn thôi, mặc bao sướng luôn. Phao trần nhá, 50 trên 56 cân, dưới 56 cân nhá, 300 nghìn, mã là 876. 300k mã 876 này, đẹp chưa? Có lông vũ xanh màu không? Có à? 3k này. Em này nữ nhá, có cân nặng tầm 60-65 cân này. 60-65 cân của nữ cho em nhá, hàng lông vũ. Mức giá của em này là 350, mã số em này là 296 này. 876 cho chị Nguyễn Thu Minh. 350, mã số em này là 296, 350.
10 điểm luôn. Đẹp chưa? Chị nào có cân nặng size tầm dưới 52 cân thôi, 47 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 757, nó là hàng hiệu đấy. Có mấy chị Lý sắc ạ. 350 mã 757 cho em này. Nó vũ đấy. Tiếp theo của em bác ca nha. 757 chị Lan Rừng Phu Bin. Hàng của nam nhá. Mũ phối lông thật cho em này. Chồng chị nào nhá, có cân nặng tầm từ 63 67 cân ạ. À. Em này 450, mã là 75735. 450 mã 735. Nam nhé. Size 110 ạ. 80 cân quay đầu, 75 đến 80 cân nhé. Dưới 80 cân của nam, hàng siêu nhẹ nhé mọi nhá, rất là gọn luôn ạ. Em này lấy mọi người 300 nghìn thôi, size 80 cân quay đầu, mã số là 247. Lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. 735 cho chị Huệ Nguyễn. Lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. 80 nghìn à 300 nghìn mã số là 247 đấy. 80 nghìn chứ. Ngáo rồi. Chị Huệ Nguyễn chuyển khoản để chốt tiếp ạ, dừng chốt. Phao trần. Cái này vừa em phao ngắn nhé mọi nhé. Phao trần thôi. Nắng này thì xinh lắm. Phao mũ phối lông hết nhé mọi nhé. Em này các chị 50-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó là 350. Mã là 181 này. Bán hớ rồi. 350 mã 181 này. 350 mã 181 cho em này. Tiếp theo nhé. Mà em chị này. Cái này có sửa được không anh? Ép kiện bị dính này. Ép kiện nó ép bằng máy thủy lực mà. Đây nhá. Tôi cắt một con áo ra cho chứng minh các bạn biết nó là lông vũ này. Úi xa. 181 cho chị Nguyễn Tổng Phương. 100% luôn này, trắng tinh, trắng tuốt này. Buồn quá, chị đi sửa lại nhá. Đẹp thế. Thấy chưa, chị đầu tư. Đừng đầu tư một con đáo. Size 100 của nữ nhá mọi nhá. Em này chị nào cân nặng tầm từ 60-65 cân pha lông vũ của nữ nhá. 60-65 cân này. Đi theo à? Chả biết được có theo đâu. Về chắc theo bán 150 nhưng mà bà nào lấy về tôi lấy trong 100, bà về và tự sửa. 60-65 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350 nhá. Lấy 300 nghìn lên mã 420. Bây giờ nếu mà mọi người lấy em sẽ dán băng dính vào cho mọi người về mọi người tự sửa. Không bay tí lông là đi đâu cả. Tôi lười sửa lắm bà ơi. Tiếp theo mà em pha bóng của nam. 60-65 cân nhé. Chị em lấy thì bảo em 60-65 cân nhé, dưới 65 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 300 nghìn nhé. Mã là 456. Lấy mọi người có lấy 100. Size M của nữ thì vậy. Huyền mẹ đi ăn lẩu lướng rồi này. Con này là dòng đánh rôn. Hàng đánh rôn này, size 90 nhé mọi nhé. Bà nào cần đây để tí em mặc lên cho mọi người xem. Lấy mọi người 100 nghìn thôi. Có băng dính ở trên đây không? Lấy cái băng dính dán vào chỗ lông đi mà bay ra. Này, con này đánh gôn nhá. Con này các bà cân nặng dưới 52 cân thôi. Đẹp lắm. Tích phối pha bóng này. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá mọi nhá. Em này. Em này nó bị bạc màu đâu. Nhìn cho chị xem bạc màu đâu vậy. Nhẹ nhàng của nam nhé, lấy các bạn 200 nghìn này, lấy cho chồng mặc đi đường sướng luôn. Mới lắm, không có cũ đâu, chỉ là pha trần bông. Cái này 62-66 cân của nam nhé. 200 nghìn nhé, mã số là 493. 200k mã 493 cho em này. Một em pha lông vũ của
Pha trần của nữ nhé mọi nhá. Mệt dã là 55 đến 60 cân của nữ nhá, dưới 60 cân này. Đấy các bạn, 200.000 thôi này. 93 chị Lý xong. 200.000 nhá, mã số là 276 đây. Đuối quá. Tiếp theo lên mà em Convert này, Convert của nữ size 90, bản này không mũ. Không mũ nhá mọi nhá. Convert của nữ size 90 nhá mọi người nhá. 47 đến 53 cân. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 53 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200.000, mã là 125. Đây đây. Em ơi, giá đấy nó dính vừa thôi, không phải dán cái giấy trắng nữa. Dán mà thì đọc được. Nhưng nó không biết gì đâu. Em biết được. Biết. Em biết nào. Hàng của Dick Kick size S mà mờ nhỏ của nữ này. 100.000 nhá bạn nhá. Thôi lấy bà 80.000 về cho bà sửa. Sửa mất 20 thôi. Em này dưới 53 cân nhá, 80.000 này. Hàng của Dickix đẹp lắm. Mã số này là 510 này. Sửa bèo vắt một con áo đẹp luôn. 20 thôi. Siêu nhẹ trần này. Siêu nhẹ trần nhá, con này lấy 200.000 luôn. Con này nhẹ lắm, tầm 2 gram. Em này nhá, chị nào cân nặng size S và M nhỏ dưới 53 cân nhá, lấy mọi người 250, mã số em này là 272. 250 mã 272. Quá rẻ quá. 510 triệu Daily Phương Phạm. Mà em pha nam này. Size M, size medium của nam. Ô, nó có cái để lau à các bạn? Này. Chồng bà nào cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân như này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 350, mã là 997, dưới 60 cân nhá. 272 cho chị lụa siêu. Mà em của nam mất mũ nữa, đẹp luôn. Đẹp thì mất mũ này. Chống nước được nhá mọi người nhá. Chồng thì nào 62, 60, 67 cân, dưới 67 cân nhá. Mất mũ em lấy mọi người 200.000 thôi, mã là 131 này, dưới 67 cân. 200.000 mã 131 này. Đấy. 997 cho chị Linh Anh. Con này lót lông toàn bộ nhá, size L, hàng hàng này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp trên này. 300.000 mã là 306. Lót lông hết. Lông vũ của nữ nha mọi nha. Chị nào cân nặng 55-60 cân, cực đẹp luôn. 55-60 cân, dưới 60 cân lông vũ nhá. Em này 350 của nữ, mã số là 895. Một em pha nam rất là đẹp luôn. Con này nó giống mũ cho em này. Tối đa 15 phút nữa. Tối đa 15 phút nữa nha. Tầm này là đuối lắm rồi. Một em pha lông vũ 100% luôn nhá mọi người nhá. 89 lông này của nó là có cái cổ của nó nhá mọi người nhá. 60, 65 cân này. Dưới 65 cân của nam. Em này 350 mã là 415. Tự nhiên mình đang ngay thẳng vào. Trong like được tới giờ này nữa là mình tự nhiên nhớ ra hồi xưa mình like có like được tới này đâu. Chồng chị nào cân nặng tầm 70-75 cân, con này rất đẹp nhé, mất mũ này, 70-75 cân nhé. 200.000 mã là 454 này, lông vũ ạ. 200.000 mã 454. Còn 1 năm cho chị Hương Vũ. Mấy con mất mũ đều, mấy con xịn nhé, gọi nhé, lông vũ ạ. Cái này có mấy con mất mũ liền. Các em mất mũ của nữ nha. Em này các chị 55-60 cân nhé. Em lấy mọi người 200.000 thôi, mã là 127. Mất mũ nhưng mà giấu mũ đi được á. 454 cho chị Huế Trà Đá. Size S của nữ nhá, con này nhìn như kiểu bọn thể thao Adidas luôn. Sao trần nhưng mà rất đẹp luôn. Size S thôi ạ, 45-50 cân. Đẹp lắm. 45-50 cân nhá, dưới 50 cân ạ. 350
này xịn xò ghê. Mấy em pha màu xanh lá cây của nữ nhá. Con này mũ của nó làm bên trong của giống mũ được. Mọi người nhìn đường trần của nó này. Xịn L nhá mọi người. Chống gió này, giữ ấm này, lông vũ siêu nhẹ này, hàng thể thao 127 ơi chị Ngân Vũ. 60-65 cân của nữ, con này thì nhìn đã biết hàng hiệu rồi. 60-65 cân của nữ nhá, có mũ và giống mũ đi được ạ. Lông vũ siêu nhẹ, 350, mã là 975. 350, mã 975. Con này hàng của Nhật à? Cái này là phao Nhật. Con này là dòng Vitex của nó nên là vẻ màu trắng. Dòng Vitex này nó vẻ màu sáng hết rồi nhé. 975 cho chị An Thua Tóc. Tôi bị xuống đường ơi. Nghe em mới đây. Long vũ siêu nhẹ nhé các bà ơi. 86. Hai mặt được ạ. Hết mã rồi anh. Cái này của các cô thôi. Cái này là con này pha Nhật rồi. Con này hai mặt. 60-65 cân của các mẹ các cô nhá. 60-65 cân của các cô cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá của là 200.000 đi của các cô nhá. Ưu tiên hai mặt này, má là 947. Mua tặng mẹ được ok luôn. 947 nha này. Mấy em pha lông vũ nhá. Cái mũ của nó có khối đây này. Trong nó có mũ của nó khối lông thật. À lông mũ của nó khối lông. Gọi là khối lông. Xin áo cân nặng 48 đến 55 cân nhá, size M. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó 300 hàng lông vũ nhá. 300.000 ạ, mã là 447 lông vũ. 300.000 bạn 447 đây. 947 cho chị Trần Hằng. Mọi em này size S nhá. Mũ của nó khối lông này. Khối lông như này. Áo dáng kiểu crop top. Em này các chị có cân nặng 40 đến 50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 300.000 lông vũ ạ, mã là 312. Size S ạ, 300.000 mã 312. Con trai chị nào có đây mà cho to ạ. Cái này thì nó trẻ, phù hợp cho các bạn trai trẻ hơn. Con trai bé trai thì nào tầm học cấp 3. Có cân nặng 60-65 cân và dành cho con học cấp 3 nhé mọi người. 60-65 cân cho em này. 312 chị Huế trà đá. Tặng các con giá 250 thằng lông vũ nhé. Mã là 466. Cấp 3 là mặc cái đấy là trẻ là hợp. 447 cho chị Hoàng Hiếu. Con này có một con siêu nhẹ trần bông nhé mọi người. Con này nó trần bông rồi. Nó không phải là lông vũ đâu, trần bông nhẹ thôi, lấy 150 này. Trần bông nhé mọi người nhé. Đó, xịn phết. Em này 50-60 cân nhá, trần bông 150, mã số là 389. 150 là 389 cho em. Tiếp tục. 168 này mà mình không có nhìn thấy này. 168 chị Nguyễn Minh. Xịn như em không nhìn thấy vậy, lông vũ siêu nhẹ của Nepa này. Size 100. 65-70 cân, 65-70 cân của nam, dưới 70 cân của nam, hàng hiệu của Lepa nhé. Em này 350 ạ, mã số em này là 942. 350 mã 942 em. Một em phao béo 389 cho chị Vũ Hậu. Phao béo lông vũ của nam, hàng của Top Ten. Bà nào cần phao béo này, nam nữ là ok. 57-65 cân, dưới 65 cân nhé. Nam nữ đều đẹp, phao béo lông vũ ạ. Lông vũ đấy không phải phao thường đâu, chị phao 100% đấy, lông vũ 100% đấy. Dưới 65 cân nhá, nam nữ đều ok này. Em này 350, mã là 570. Không, 75kg không. 75kg, bây giờ hỏi chị, không trả lời. 942 cho chị Lưu Thảo. Em lông vũ của Tommy 2 nhá mọi người nhá. Bạn này không vũ đâu mọi người ơi. Xanh nhỏ của nữ. Trong lót lông hết hàng của Tommy 2 ấy. Không vũ đâu ạ. Đẹp chưa? Chị nào cân nặng 48-53 cân. 48-53 cân nhé. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp hàng Tommy 2 nhé. Không mũ này. À, em lấy mọi người 300.000. Mã là 286. Em mọi người vào trung tâm thương mại nào có. Tiếp theo này. Mấy em pha nam. Nam hay nữ nhỉ?
70 cân, 75 cân quay đầu của nữ này. Cái này phao nữ đấy mọi người ạ. Lông vũ nhá mọi người nhá. Trên 65 cân là ok này. Em lấy mọi người với giá của nó là 300 nghìn lông vũ nhá. Mã là 285. 300k bạn số là 285 nha. Tiếp theo 286 cho chị Phong Linh. Mời em phao lông vũ của Chimmy. Em này các chị có cân nặng tầm vừa 55 đến 60 cân ạ, à, dưới 60 cân lông vũ nhá. Em này 300 ạ, à, mã số em này là 467 này. 300 gram ạ, 467. Có một em Adidas đẹp quá này. Adidas thể thao size 95 của nam. Ui chết rồi, con này bóc. Em hàng của Roma, con này là phao hàng của Paris này mọi người này. Phao ngắn nhé mọi nhé. Em này các chị 48 đến 55 cân thôi. Thảo Lam. 48 đến 55 cân nhé, hàng của Paris này. Lông vũ xịn ạ. Em này 350, mã là 228. 350, mã số là 228 nhé. Một em size to của các chị này. Hàng của Ricardang nha mọi người ơi. Một em lông vũ của Ricardang nhé mọi nhé. Nói chung một bọn này lùi đồng cuối đá rồi. Hàng của châu Âu nổi tiếng rồi. Free các đanh nhé mọi nhá. 60-70 cân này. Bài nào cần free các đanh lấy dưới 70 cân nhá. 350, mã là 224. Free các đanh 350, mã là 224 cho em này. Nam siêu đẹp luôn. Của Nam rất đẹp. Mất mũ nhá mọi người nhá. Lông vũ này. Mất mũ của Nam này. 70-75 cân của Nam nhá. Dưới 75 cân của Nam 228 cho chị. 200 nghìn, mã số là 529 này. Thật sự các bạn nhé. 570 cho chị Thơm Đinh. Kể cho các bạn nghe, hôm nay tôi đi ra ngoài. Nghe tôi không có tất, lại quên nó không mang tất xuống đường dưới. Đi thử một đôi tất của Muji chứ các bạn. Thề các bạn, em chân khủng khiếp luôn. Sướng lắm luôn ấy, bà nào đã từng lấy rồi ấy. Đúng là 30 nghìn một đôi là sẽ khác với 5 nghìn một đôi, với 10 nghìn một đôi. 224 chị Phương Chu. Em này em mũ ở lông simili nhé mọi nhá. Em này các chị dưới 52 cân. Đi nó êm chân kinh khủng luôn. Khử mùi luôn nhé. Em này 47 đến 53 cân nhé. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 350 nhá. Mã số em này là 984. Công nhận là đi hàng xịn nó khác thật. Cảm trải nghiệm nó rất là êm chân là một. Thứ hai là thoáng nhá. Thoáng chân cứ vô cùng luôn. Thế nên là nó không có mùi. 529 cho chị Ngân Vũ. Tiếp theo mà em áo của Tommy 2. Thế nên là tôi khuyên các bà cứ dùng thử tất Muji một lần đi, xem chất lượng nó như nào. Thì Ngân Vũ chuyển khoản cho tiếp nha, dừng chút. Này nam nhé mọi nhá. Con trai nhà chị nào mà học cấp 3 hoặc học đại học là lấy này cho em nhá. 60-65 cân này, dưới 65 cân lông vũ của Tommy 2. Em này mức giá của nó 350, mã là 931. Cuộc đời đi dưới đất mấy lần đâu, đi tất xịn nó sẽ khác chân, các chân liền. Ôi sợ có shop em siêu phẩm ở đây thế này. Tay mờ lông vũ này. Con này nhá mọi người ơi, mặc được hai kiểu này, dáng dài được, dáng ngắn được nhá. Cái khóa này mọi người có thể bỏ ra được này. Cái khóa này có thể tháo ra được này. Ôi trời ơi, chị với đặc biệt, ôi trời ơi, đi nào. Con này lấy một cái 200 thôi, nó bị mất mũ. Chị nào cân nặng tầm từ 57-63 cân nhá, dưới 63 cân này. Em này mức giá của nó là 200 nghìn thôi, mã 101 mất mũ này. Trời ơi, nó là hàng xịn, bà tranh đá ơi, nó là hàng xịn của tôi, hàng chính hãng của tôi. Tiếp theo nhá mọi người nhá. Một em của Pila Group này mọi người ơi. Nó là hàng chính hãng. Mọi người hiểu không? Chính hãng của nó cả cái giờ đấy là 590. 590 một set 3 đôi. Bây giờ các bà về được mua với cái giá đấy. Cái những cái chỗ mà hàng như thế đấy, nó là hàng xịn, hàng Âu. 55 đến 60 cân hàng của Fila nhá. 55 đến 60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân này. Mức giá của em này là 350 hàng của Fila lông vũ nhá. Mã số em này là 404. 404 em. Mã đang mạch thì các bạn chú ý chung vừa xong. 529 cho đấy chị Bùi Thị Nhung. Nó là hàng xịn, tội gì mà không dùng.
toàn được mua với cái giá kiểu ánh ương ý. Vâng, đồng mà. Giá kiểu giá kiểu trên trời cho xuống. Chị ơi, còn đất Muji. Đất Muji ở dưới nhà cơ. Ba làm đấy. Chị Lan dừng Covid này, chị có lên má tất đi à? Đất Muji đi sướng cực luôn. Nói chung là đời không được sống được lâu đâu các bạn, chỉ được 3-45, từ bây giờ đến giờ 3-45 thôi. Cứ đồ xịn mà dùng, giá còn rẻ chứ. 40-48 cân nhá, con này là lông vũ này, tất vũ này. Chị ơi, lông còn tất đây chị ơi. Tất à? Hương Hương chạy xuống dưới nhà này. Lấy 3 đôi ngắn, 3 đôi dài khác màu nhá. Lên đây cho các chị xem. Tất cực kỳ xịn luôn, hàng của Muji chuẩn xịn luôn. Em này 40-48 cân nhá, dưới 48 cân này. Thế em đã bảo rồi. Đấy tâm sự mọi người nhá. Đấy là ví dụ như nó gửi mã hàng, mã những cái mã này em đã up lên ấy. Hầu như những cái con bọn bên đấy gửi về ấy, hầu như là hàng chuẩn, xịn luôn. Rất ít khi hàng của nó là 11 nhá, rất ít khi hàng 11. Hầu như tỷ lệ là 90% là hàng 11 của nó còn đẹp ngang ngửa luôn ấy. Còn lại là hàng out. Em này 40-48 nhá, dưới 48 này. Em mất mũ 200.000 nhá, mã là 283. Đi 3.000 một đôi nó phải khác chứ, nó lại giống cái đôi 5.000, 10.000 thì sao được. Tiếp theo một con này nhá, nó là pha thể thao của Nam. Còn của Nam đấy em bán 45.000 một đôi đấy. Mà nó xứng đáng luôn. Chồng thì đào cân nặng 65-70 cân nhá, dưới 70 cân ạ, 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này em lấy mọi người 350 này, mã số 400. 283 cho chị lấy trà đá. Đen trắng và ghi. Đen trắng và ghi. Ví dụ nó gửi cho tôi cái mã váy như này này mọi người này. Trời ơi các bà bằng mắt thường làm sao mà biết được. Chỉ bằng chuyên môn nghiệp vụ mới biết được là 11 hay là out thôi. Nè cái chất vải đường kim mũi chỉ của nó đẹp chưa. Đó. Em ngồi em còn 400 cho chị Ngô Mi Quyền. Nhiều lúc em bảo không biết có lên kinh doanh cái này không, với giá nhập nó cao quá, tôi vốn nó cao quá. Nhưng mà thật sự mọi người luôn, mua một con ấy, mặc sướng luôn. Mọi người mặc đi đâu ạ, tôi hỏi luôn. Đợi tí nhé, bạn ấy mang tất lên nhé, xem có con nào bán rẻ hết. Những cái váy mà nó gửi về hàng Âu của Zara ấy mọi người, mình cứ lấy đi, mua nó khác hẳn luôn, mà dùng cái chất lượng nó khác ấy. Giá thành hợp lý, nó không phải đắt nhé mọi người nhé. Vì sao? Những con váy như mà tôi đưa lên nhé, on back của nó tầm 1.700.000 thôi, 1699, 12, mấy cả 1999. Em này các chị ở cân nặng 48-55 cân nhé, dưới 55 cân nha em này. Dưới 55 cân nhé, em này lấy 250, mã số là 940. Mặc thử vào xem á, em cái con đấy thật với chị là con đấy em mặc được. Hết đen ngắn à? Thấy chưa? Bà thấy không? Mấy trăm đôi tất mà đi vèo hết. Một tuần lấy thêm thôi. Người lạo lấy 5-10 đôi luôn. Đây, hôm nay em đi cái loại tất ngắn này. Tất ngắn này nó rất là dày nhá. Ấm và rất là thoáng luôn. Dày nhưng mà rất là thoáng nhá mọi người nhá. Đây, 30.000 một đôi, bán từ 3 đôi trở nên, không bán ít hơn 3 đôi. Bởi vì là cái chi phí của nó ship hàng rồi bù ship là chị tôi không đủ. Chị không nhá chị Hoàng Hiếu. Những cái này em chỉ bán thêm cho mọi người có đồ để đi thôi. Đồ xịn để đi thôi chứ còn không có lãi trong phần này. Em này nhá, mọi người cứ lấy đi, chị nào lấy tất 30.000 một đôi, bán từ 3 đôi trở lên, có cổ ngắn và cổ cao. Đen, trắng và xám, đen, cái này hết đen rồi, chỉ còn trắng và xám thôi. Chị nào lấy lên mã tất cho em là mã số 1000. 1000 nha em nhá. Ai đấy? Đấy, tất xịn đúng không? Đi sướng đúng không? Đi êm chân đúng không? Hôm nào mà có tôi đăng hôm nào mà có giày xịn về nữa mà các bà mua tầm 500.000 một đôi với 450 một đôi để đảm bảo đi lên nhìn nó khác hẳn luôn đấy. Mọi người đi đồ xịn khác rồi tôi tin lắm. 1000 nha em nhé. Mỗi nhất là 3 đôi với chị nha. Mỗi nhất từ 3 đôi trở lên nhé. 5 đôi thì 30.000 và 3 đôi thì 30.000. Chọn mà lên nhanh nhá, tôi chọn màu không hết rồi. Cái này là tất lữ nhá, tất nam em hết rồi. Sao? Tất nam chỉ còn những cái màu đều đều thôi. Để hôm nào vừa bán vừa tặng ha. Đây nhá, con váy này tôi mặc cho bà xem nhá. Mặc đẹp cực luôn. Nếu mà được thì sẽ lấy. Nếu mà mình duyệt cái mẫu này nhá thì nó sẽ về mẫu này. Nó sẽ ưu tiên mình trước. Ta bán giày xịn đi à? Đang cố.
bởi vì vốn nó nặng lắm. Những con này á, một lô của nó mà 50 con về là bằng tôi vốn tôi bán sắp mặt luôn. lên tắt đi nha, không phải hết màu đen rồi đấy. Lữ ngắn đen hết rồi chị Nguyễn Văn Kim ạ. Trời ơi, thấy chưa, tôi bảo mà. Còn một các bà lên lấy tất trắng nhé, tất trắng rất đẹp luôn. Đẹp lắm, đây là tôi bụng rất to nhé các bà, bụng nhỏ, bụng càng nhỏ càng đẹp luôn. Đây chỗ này của nó dập đi này, đẹp chưa? Giá có mấy trăm nghìn, trời ơi, chất bao đẹp cho các bà luôn nhá. Đấy, nếu mà ưng mẫu này đang đợi xem là xem nó báo giá báo về bao nhiêu số lượng, giống như kiểu quần lần trước ấy. Chốt cho chị. Chắc là tối thiểu từ 3 đôi lên chị trở lên chị nhá. Từ 3 đôi trở lên nhá mọi nhá. Con này các chị công sở mặc đẹp, em vừa đang bầu nhá. Con này trong mẫu nhà em mặc lên là chắc chắn là chắc đẹp lắm. Thôi nghỉ nhá mọi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem like nha. Được lên 30.000 được con đơn với chị ạ. Chị ơi con này là hàng Azara Âu. Âu, hàng Âu, chất lượng là khác chứ. Còn bé thôi. Lên phao đỏ. Áo phao đỏ đi. Mấy cây đỏ. Đây nó là hàng Âu, chất lượng khác đúng không? Tất này tất nam hay tất nữ nhỉ? Tất nữ. Tất này tất nữ không có tất nam đâu chị ơi. Tất nam chỉ còn hàng của Nike thôi. Tất này tất nữ nhá. Thôi em nghỉ nhá, cảm ơn mọi người đã xem like. Nó là hàng Âu các bà, nói nhỏ thôi, nó là hàng Âu. Nó là hàng Âu. Mọi người thấy em đắp up cái ảnh không? Đây là con chip bên này các bà này. Đấy là hàng chip. Thôi em nghỉ nhá, cảm ơn mọi người đã xem like. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào.